Thần y trở lại. Ngô Bình. Tập 125. Bỗng nhiên, không gian xung quanh chợt thay đổi. Thì ra, anh đã đột phá đến tầng thứ nhất Vũ Vương Công, tạo ra một cánh cổng không gian, nhốt thần yêu vào trong. Còn xiềng xích sấm sét thì phong ấn cánh cổng này lại từng tầng. Sau đó, Ngô Bình lại lĩnh hội được tầng thứ hai, tầng thứ ba Vũ Vương Công. Một khi tu luyện đến tầng thứ ba thì anh cũng chính là chủ nhân không gian. Thế nhưng, thần yêu không cho anh thời gian, vừa đột phá đến tầng thứ hai, cánh cổng không gian kia đã bị phá vỡ, thần yêu xông ra ngoài, hai bên lại tiến vào cuộc ác chiến. Thế nhưng, lúc này Ngô Bình đã chiếm ưu thế, một quyền một cước, đều đánh thần yêu thảm hại. Đến ngày thứ năm, Ngô Bình lại phong ấn lần nữa. Còn nhân cơ hội đột phá đến tầng thứ ba Vũ Vương Công. Lần này, cuối cùng Ngô Bình cũng chiếm được thế chủ động, anh lập tức thả thần yêu ra ngoài, dùng Vũ Vương Công đối phó với nó. Đánh đến ngày thứ bảy, thần yêu đã sắp không chống đỡ nổi, nhưng lại đán không chết, còn chủ nhân sấm sét thì cũng dần dần đến cực hạn. Liệt Thiên Trưởng, chết đi cho ta. Đánh một hồi, Ngô Bình bỗng thi triển võ học phần sau của Vũ Vương Công. Liệt Thiên Trưởng. Anh đánh ra một trường thẳng vào giữa ngực thần yêu. Răng rắc. Cuối cùng, đòn tấn công này của anh đánh vào đầu thần yêu, sau đó móc ra từ trong thân thể nó một luồng sáng chín màu, đây chính là mật mã sinh mệnh của thần yêu. Trước đó, anh đã từng luyện hóa một thần yêu thứ phẩm, thu lợi rất lớn. Bây giờ, mật mã sinh mệnh của thần yêu chân chính rõ ràng càng hoàn hảo hơn. Chủ nhân sấm sét nói, Lý Huyền Bình, anh nhất định phải trong 3 ngày luyện hóa mật mã sinh mệnh này, nếu không thần yêu sẽ dựa vào đó mà sống lại. Ngô Bình, 3 ngày đủ rồi. Chủ nhân sấm sét, anh giúp Linh Nhi tu hành đi. Thượng quan Linh Nhi được anh đưa đến nơi này, cùng với Lôi Nhãn bắt đầu tu luyện vạn giới lôi thần quyết, bởi vì có Lôi Nhãn và sức mạnh sấm sét, lại có thêm chủ nhân sấm sét chỉ điểm, tốc độ tu luyện của Thượng quan Linh Nhi tăng vọt. Ngô Bình cũng không nhàn rỗi, anh dựa vào thần tiên kinh, nội dung Thái Thanh Đạo Kinh, cùng với sự hiểu biết của bản thân, cũng bắt đầu hấp thụ mật mã sinh mệnh này. Cũng may trước đó anh cũng từng hấp thụ một phần mật mã sinh mệnh của thần yêu, lần này đã có kinh nghiệm, tiến hành rất thuận lợi. Chưa đến một ngày, anh đã hấp thụ hoàn toàn mật mã sinh mệnh, chuyển hóa thành sức mạnh của bản thân. Sau khi mật mã sinh mệnh được hấp thụ, cảnh giới thần tiên trì trệ cuối cùng cùng cũng đột phá, anh thuận lợi đột phá lên thần tiên tầng 7, trụ quang cảnh. Trụ quang cảnh, trụ có nghĩa là thời gian, trụ quang cảnh có nghĩa anh đã sở hữu năng lực thăm dò thời gian và ảnh hưởng thời gian. Mà khi có được loại năng lực này thì được gọi là tiên hoàng. Sau đó, Ngô Bình lại lần lượt đột phá đến Thái Nhất Hoàng Cực Kinh 29, rồi 30, rồi đạt đến Chân Vương Viên Mãn. Khi anh đạt đến cảnh giới Chân Vương Viên Mãn, hoàng khí trong thân thể anh bỗng sôi sục, anh cảm thấy thân thể mình đã có được thu hoạch trong yêu quật này, lúc này cuối cùng cũng thi triển toàn bộ, với sự trợ giúp từ hoàng khí anh thuận lợi đột phá lên trên, đạt đến Thái Nhất Hoàng Cực Kinh thứ 31. Lúc này, hoàng khí dung hợp hoàn toàn với thân thể anh, trở thành một phần sức mạnh của anh. Anh cũng dựa vào đó, mà chính thức trở thành chân hoàng. Một khi tu vi được đột phá thì mật mã sinh mệnh của thần yêu cuối cùng cũng bị anh kiểm soát hoàn toàn. Đến khi anh mở mắt ra thì đã là một tháng sau, Thượng quan Linh Nhi vẫn đang tu hành dưới Lôi Nhãn, tốc độ rất nhanh. Chủ nhân sấm sét nói, qua 2 tháng nữa, cô ấy có thể xuất sư rồi. Ngô Bình, chủ nhân sấm sét, cảm ơn anh, tôi ra trước, Linh Nhi giao cho anh vậy. Đợi sau khi cô ấy thành công thì bảo cô ấy đến đế quốc thiên võ tìm tôi. Chủ nhân sấm sét cười nói, được. Đi ra khỏi lòng đất, Ngô Bình tìm đến Hạ Sở Sở và Liễu Nhan, hai cô gái là bạn bè mà anh quen biết của tiên vực Cửu Lôi, xem như là hồng nhan tri kỷ của anh vậy. Nhìn thấy Ngô Bình, hai cô gái đều sụt sùi. Liễu Nhan nói, anh Huyền Bình, bây giờ anh đã là chủ nhân của tiên vực này rồi, không biết anh định thế nào. Ngô Bình, tiên vực này, để nó tự sinh tự diệt vậy, nếu có tôi ảnh hưởng vào, trái lại cũng không tốt. Còn mọi người, có nguyện ý đi theo tôi rời khỏi nơi này không? Liễu Nhan và Hạ Sở Sở nhìn nhau, đều gật đầu, nguyện ý. Ngô Bình nói, mọi người,
cứ đến cùng ta dẫn dắt một đội vệ binh đi. Cứ như vậy, Ngô Bình dẫn theo hai cô gái quay ngược lại đế quốc Thiên Võ. Sau khi về cúng, anh thi triển chân hoàng, khiến hai cô gái lập tức đã có được thể chất thái cổ chân nhân thời đầu, sau đó tiếp tục tu luyện trên nền tảng này, tiến cảnh nhanh chóng. Để sắp xếp cho hai cô gái, Ngô Bình lại sắp xếp hai đội vệ binh, một là Tử Nhan vệ, do Liễu Nhan làm đội trưởng, nhóm còn lại là Sở Nhân vệ, do Hạ Sở Sở làm đội trưởng. Hai đội vệ binh đều do các cô gái xinh đẹp đảm nhiệm, mà những thị vệ nữ này, không có ngoại lệ đều được Ngô Bình ban cho thân phận thái cổ chân nhân thời đầu. Trên thực tế, thân là chân hoàng, anh có thể ban thưởng cao nhất cho người khác là thực lực chân hoàng, chỉ là thân phận như vậy quá mạnh, số lượng có hạn, anh sẽ không tùy tiện dùng đến. Ngô Bình về đến nhà chưa được mấy ngày, đã có một cành liễu bay đến, trực tiếp rơi vào tay anh. Anh biết, đây chính là cành liễu do Liễu Thần đưa cho anh sau khi đã khôi phục sức lực. Khi cầm lấy cành liễu, anh khẽ suy nghĩ trong lòng, giấy tiếp theo đã bay lên không trung, quan sát xung quanh. Lúc này, anh nhìn thấy không ít nơi trong đế quốc Thiên Võ có lốc xoáy đen ẩn hiện. Lốc xoáy này nối liền trời đất, to lớn, hùng vĩ tựa như xuyên qua cả hai giới, chứng tỏ có chuyện khôn hay xảy ra. Đây chính là năng lực của thần cơ cảnh, chuyện sấy chưa kịp xảy ra, thì anh đã có thể dự đoán được. Chẳng lẽ là tà ma sao? Nghĩ đến đây, anh lập tức đến chỗ mà lốc xoáy xuất hiện. Đây là một vùng núi hoang, xung quanh không có bóng dáng người nào xuất hiện. Anh vừa xuất hiện, mặt đất bỗng trồi lên một bàn tay ma quỷ tối đen, vồ về phía anh. Thế nhưng hơi thở anh cực kỳ kinh khủng, bàn tay ma quỷ vừa chạm vào anh, lập tức biến mất, không còn lại gì, dưới mặt đất lại truyền đến tiếng than đau đớn. Anh cười lạnh, thứ ma quỷ gì thì ra hết đây cho ta. Anh khẽ quát một tiếng, đất trên mặt đất sôi sục, rung chuyển, một con quái vật xấu xí từ trong khe nứt trên mặt đất xuất hiện. Nó có màu xám nhạt, bên trong cuộn chặt vô vàn trong mắt ở bên trong, con người chuyển động trong cơ thể xuyên thấu của quái vật. Trong mỗi trong mắt, có vô số linh hồn tà ác mạnh mẽ đang bị phong ấn. Quái vật cười quái dị, trong không trung vang lên vô số tiếng khóc than quỷ mị khiến lòng người thấp thỏm. Tiếng khóc này có thể khiến một cường giả phát điên trong nháy mắt, nhưng chúng nó chẳng có tác dụng gì với Ngô Bình. Anh cười nhạt, có chút năng lực này mà cũng dám tới đế quốc Thiên Võ Dương Oai à. Dứt lời, anh dậm chân, mặt đất rung chuyển, con quái vật lập tức nổ tung, những con mắt bên trong cũng văng ra, lơ lửng trong không trung. Chúng nó nối nhau xếp thành hàng dài, vô số ánh mắt nhìn Ngô Bình chằm chằm, muốn khống chế anh. Ý thức của Ngô Bình trở nên mơ hồ trong tích tắc, anh giật mình, thực lực của quái vật này mạnh thật. Anh giơ một ngón tay ra điểm chỉ, không gian vặn vẹo rồi nổ ra một cái hố đen hút hết những con mắt này vào trong, hóa thành cho bụi. Giết chết quái vật, lốc xoáy màu đen trên trời lại càng lúc càng lớn, tựa hồ như có hàng trăm vạn tiếng quỷ hồn khóc than truyền ra từ trong đó. Vân Tịch ở ngay gần đó, cô ấy vội chạy tới hỏi, Huyền Bình, đó là thứ gì vậy? Ngô Bình khẽ than, rắc rối rồi đây. Vân Tịch, rắc rối gì ạ? Ngô Bình, là tà ma, lần này lực lượng của chúng cực kỳ hùng mạnh. Con mà anh vừa đánh chết, đến đạo tổ cũng không phải là đối thủ của nó đâu. Vân Tịch cả kinh, mạnh vậy sao? Ngô Bình, tà ma có thể thao túng người khác, hấp thụ sức mạnh và trí tuệ của họ, một khi để chúng nó lớn mạnh thì nhân tộc hoàn toàn không phải là đối thủ của chúng nó. Vân Tịch, đúng vậy. Rốt cuộc ai đã tạo ra tà ma đáng sợ thế này? Ngô Bình, dù là ai, bây giờ nó cũng đã trở thành rắc rối rồi. Trong đế quốc Thiên Võ đã có nhiều nơi xuất hiện lượng lớn tà ma, anh phải nghĩ cách giết hết bọn chúng mới được. Vân Tịch, Huyền Bình, anh có cách gì đối phó không? Ngô Bình, có thì có nhưng đối phó với chúng nó cũng rất tốn sức. Anh suy nghĩ một lát rồi nói, tà ma uy hiếp đến cả đại lục hồng hoang, cũng uy hiếp đến tiên giới, thế nên đây không phải là chuyện của mình anh. Nghĩ đến đây, anh viết ngay một bức phi thư. Phi thư vừa gửi đi, chẳng mấy chốc đã đến tay Thiên Soái. Thiên Soái không ngờ tà ma lại xuất hiện đầu tiên ở đế quốc Thiên Võ, ông ấy lập tức tới gặp Đại Thiên Tôn. Một canh giờ sau, Tiên Đình phái sứ giả tới truyền đạt thư bổ nhiệm của Tiên Đình. Bổ nhiệm Lý Huyền Bình làm thần tướng diệt ma,
phụ trách quét sạch tà ma ở phía nam của Nam Thiên Môn. Giao thư bổ nhiệm xong, sứ giả nói, thần tướng, lát nữa 3 triệu tiên binh sẽ đến, quân lương tương ứng cũng sẽ được chuyển đến sau. Ngô Bình vừa tiễn sứ giả đi thì thư của thiên soái cũng đến. Trong thư ông ấy nói nhất định phải xem trọng chuyện tà ma này, nếu không không chỉ mình đế quốc thiên võ mà cả đại lục hồng hoang cũng sẽ phải chịu tai kiếp. Ông ấy biết thực lực và thân phận thật sự của Ngô Bình, thế nên đã giao trọng trách này cho anh, đồng thời cung cấp cho anh đủ tài nguyên. Ông ấy còn nói tiên đình đang thiết lập trảm ma quân chuyên lùng giết tà ma, sau khi thành lập xong, tốp đầu tiên sẽ gửi đến cho Ngô Bình. Đọc phi thư xong, Ngô Bình biết thiên soái đang nhân cơ hội giúp anh, để anh nắm quyền dùng 3 triệu tiên binh và lượng lớn tài nguyên. Hơn nữa, sau này cứ giết được một tà ma thì anh đều nhận được quân công, đây là miếng bánh rơi từ trên trời xuống cho anh. Đọc xong phi thư, anh nói với Đường Tử Di, không thể dùng thủ đoạn bình thường để đối phó với tà ma được, chuyện này anh phải nghiên cứu kỹ. Sự việc xảy ra đột ngột, Ngô Bình không có quá nhiều thời gian để chuẩn bị, anh nhốt mình trong phòng để tìm cách đối phó với tà ma. Trong kho báu đầu tiên khi thông thiên mở ra, anh đã có được một lượng lớn sách, trong đó có sách liên quan đến tà ma. Anh đọc hết tất cả những sách có liên quan tới tà ma, sau đó nhắm mắt suy nghĩ. Trí tuệ của Đại Thánh đúng là phi thường, chẳng mấy chốc anh đã có kế hoạch. Anh lấy lò luyện đan ra luyện chế đan dược chống lại tà ma. Điểm đáng sợ của tà ma là nó có thể nhập vào con người, từ đó khiến bản thân chúng mạnh mẽ thêm. Hơn nữa, khi tà ma mạnh đến một mức độ nhất định, nó có thể nhân bản chính mình, một nhân thành hai, hai nhân thành bốn, sau đó sắp xếp nhiều tà ma hơn ở bên cạnh mình. Vậy nên việc đầu tiên anh cần làm là luyện chế đan dược ngăn cản tà ma nhập vào cơ thể người, hơn nữa đan dược này còn có thể trục xuất tà ma ra khỏi những ai đã bị tà ma nhập. Rất nhanh, anh lấy đan dược ra thử nghiệm đồng thời tiến hành cải thiện. Ngày hôm sau, anh đã luyện ra được đan dược hoàn chỉnh, tên là Khu Ma Đan. Sau đó anh yêu cầu tiên đình cung cấp thêm dược liệu để luyện chế đan dược này, đồng thời phái người đưa một phần đan dược đến tiên đình, để quan viên ở tiên đình thử nghiệm hiệu quả của đan dược. Đan dược vừa được đưa đi không lâu thì 3 triệu tiên binh đã đến nơi. Ngô Bình đã được tiếp xúc với tiên binh tiên đình từ lâu rồi. 3 triệu đại quân này chia thành 3 phần, mỗi phần được một đốc tướng quân thống lĩnh. Đốc tướng quân tương đương quan nhị phẩm, chức vị thần tướng của Ngô Bình cao hơn bọn họ, đương nhiên là võ quan nhất phẩm rồi. Những đốc tướng quân này đều đã kinh qua sinh tử. Bây giờ bỗng nhiên lại bị phái tới làm thuộc hạ cho một kẻ không ai biết tên nên bọn họ đều thấy không phục. 3 triệu tiên binh vừa tới đã đóng trú ở những nơi khác nhau. Ngô Bình đã cho người chuẩn bị lều lớn từ trước, thế mà 3 vị đốc tướng quân này đều không đến bái kiến. Anh hiểu ra ngọn nguồn sự việc nên phái người cầm binh phù của mình truyền cho bọn họ. Quân lệnh như núi, 3 người này có kiêu căng thế nào cũng không dám làm trái. Thế nên mỗi người đều dẫn theo vài thống lĩnh tới bái kiến Ngô Bình. Vừa gặp mặt, Ngô Bình đã phát hiện thực lực của 3 vị đốc tướng quân đều không yếu, toàn là cường giả cảnh giới đại đạo quân, thống lĩnh bên cạnh họ cũng đa phần là cao thủ cảnh giới đạo quân. 3 người tới lều lớn đều không bước lên bái kiến mà chỉ chào một câu ngoài miệng tham kiến thần tướng. Ngô Bình cũng không tức giận, anh cười nói các vị đường xa tới đây đã vất vả rồi, tôi đã cho người chuẩn bị rượu thịt. Tối nay thiết đãi các anh em một bữa no nê. Sau đó anh nói, 3 vị tiên đốc tự giới thiệu về mình đi. Một người đàn ông mặc giáp bạc bước lên trước nói, mà tướng Lý Trảm Thần, tiên đốc của Xích Hỏa Quân, xin ra mắt thần tướng. Ngô Bình cười nói, được, thì ra là Lý tiên đốc. Người thứ hai mặc trọng giáp màu đen nói, mà tướng là Vũ Thiên Lăng, tiên đốc của Lăng Tiên Quân, xin ra mắt thần tướng. Ngô Bình, trông có vẻ tuổi tác của Lăng Tiên Đốc không lớn lắm. Vũ Thiên Lăng, bẩm thần tướng, năm nay mặt tướng 39 tuổi. Ngô Bình gật đầu, 39 tuổi đã là đại đạo quân, đúng là kỳ tài. Người thứ ba mặc một bộ nhuyễn giáp màu vàng, bên hông đeo một thanh đại đao, giọng nói ồm ồm, mặt tướng là Long Thành Đạo, tiên đốc của Huy Long Quân, xin ra mắt thần tướng. Ngô Bình cười nói, át hẳn 3 vị tiên đốc đều đã tham gia trận chiến với thần tộc trước đó, các vị đều là dũng sĩ và công thần. Nói xong,
anh ra hiệu bảo ba người ngồi xuống, cho người dâng trà nước lên, sau đó anh nói chuyện với bọn họ với giọng điệu rất khách sáo. Nói chuyện một hồi, anh cho ba vị tiên đốc lui xuống. Bọn họ vừa đi, Tư Không Vũ đã xuất hiện, nói, bệ hạ, ba người này không hề phục ngài, e là rất khó chỉ huy bọn họ. Ngô Bình, không phục là chuyện bình thường, nếu bảo tôi đi làm thuộc hạ cho kẻ khác, tôi cũng không phục. Nhưng không sao cả, chẳng bao lâu nữa bọn họ sẽ chủ động phối hợp với tôi thôi. Tư Không Vũ, bệ hạ có diệu kế gì ạ? Ngô Bình, bọn họ không phục chẳng qua là vì tôi vô danh, không có tư cách chỉ huy bọn họ. Thế thì tôi đánh vài trận thắng trước, khi họ thấy theo tôi có thể giành được quân công thì sẽ cầu xin tôi chỉ huy bọn họ đánh trận thôi. Tư Không Vũ mỉm cười, nói, bệ hạ nói chí phải. Đối với một vị tướng quân thì việc không được đánh trận còn khó chịu hơn giết chết bọn họ nữa. Ngô Bình, nhưng để đánh thắng vài trận thì chúng ta phải có nền tảng mới được. Tư Không Vũ, bây giờ ông có thể chuẩn bị cho tôi bao nhiêu tinh binh và vũ khí tốt? Qua mấy năm phát triển, đế quốc Thiên Võ bây giờ binh hùng tướng mạnh, lại cộng thêm Ngô Bình cung cấp rất nhiều đan dược, tăng thêm được rất nhiều binh sĩ có sức chiến đấu mạnh mẽ. Tư Không Vũ cười đáp, thưa bệ hạ, bây giờ đế quốc Thiên Võ ta đang có 850.000 cường binh, 6.900.000 tinh binh, số lượng binh sĩ đang trong huấn luyện vượt quá 90 triệu. Hơn nữa số lượng còn đang tăng nhanh. Ông ta tiếp tục nói, trong cường binh có 50.000 cường binh cấp 1, 34.000 cường binh cấp 2, còn lại là cường binh cấp 3. Trong tinh binh thì có 2.600.000 tinh binh cấp 1, hơn 4 triệu tinh binh cấp 2, còn lại là tinh binh cấp 3. Ngô Bình cũng biết, thực lực của cường binh cấp 1 đa phần đều đạt đến cảnh giới thần tiên. Tinh binh cấp 1 thì cũng sở hữu thực lực địa tiên hậu kỳ. Sở hữu nhiều chiến sĩ mạnh mẽ thế này, có thể thấy được đế quốc Thiên Võ hùng mạnh như thế nào. Anh rất hài lòng, không uổng công tôi đầu tư nhiều tài nguyên như vậy. Nhưng chỉ có binh sĩ không thì không được, còn phải tăng trang bị cho bọn họ nữa. Tư Không Vũ, thời gian trước mới tăng thêm một đợt phi thuyền và chiến xa, nhưng tổng thể vẫn không đủ dùng. Ngô Bình, không sao, ông cần gì thì cứ lên mạng tiên mà mua, tiền bạc không thành vấn đề. Tư Không Vũ, rõ. Bệ hạ, ngân khố của đại thương có khá nhiều đồ tốt, chỉ là thần không có cách nào mở được. Ngô Bình cũng nhớ lại cấm chế của ngân khố của tiên quốc, anh nói, tôi có ấn tượng về cấm chế đó, chắc có thể phá giải được. Đi thôi, chấm tới ẩn đảo cùng ông một chuyến. Lại tới ẩn đảo một lần nữa, Ngô Bình nhớ tới Mị Lan, anh hỏi, mấy vương tộc lớn thế nào rồi, có chịu an phận không? Tư Không Vũ cười đáp. Đế quốc Thiên Võ uy chấn thiên hạ, lại cộng thêm việc Hồng Hoang thống nhất, bên Long tộc cũng không còn liên lạc gì với bọn họ nữa rồi, chắc sợ chọc giận bệ hạ. Mấy vị vương cũng an phận hơn nhiều, thần nói gì bọn họ cũng làm theo, không dám tiền hậu bất nhất nữa. Ngô Bình, Mị Lan thế nào rồi? Mị Lan chính là cô gái đưa anh lên ẩn đảo, là một người bạn anh kết giao ở đây. Tư Không Vũ, hình như Mị Lan sắp gả cho Công Dương Hổ. Lúc hai bên đính hôn, nhà họ Công Dương còn hỏi ý kiến của thần nữa. Ngô Bình, ồ, sắp lấy chồng rồi à? Tư Không Vũ cười nói, liên hôn thế này rất phổ biến trên đảo. Bây giờ ẩn đảo đang trong trạng thái nửa mở cửa, kiểu hợp tác thế này sau này sẽ càng chặt chẽ hơn. Ngô Bình, ông về nhà trước đi, tôi đi gặp Mị Lan. Là bạn, nói thế nào tôi cũng phải gửi quà mừng cho cô ấy. Vẫn trong khu vườn nhỏ đó, lúc Ngô Bình tới, trong vườn cũng có rất nhiều mèo, a hoàn của Mị Lan đang cho mèo ăn, gương mặt buồn man mác, chốc chốc lại lau nước mắt. Ngô Bình gõ cửa, cô gái ngẩng đầu nhìn, lúc cô ấy nhìn thấy Ngô Bình thì vội chạy tới quỳ thụp xuống dưới chân anh, công tử, anh cứu quận chúa nhà tôi với. Ngô Bình hoảng hốt, vội hỏi, Mị Lan thế nào rồi? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Cô gái khóc lóc, quận chúa bị ép uống thuốc mê hoặc thần trí, để gả cho Công Dương Hổ. Công Dương Hổ kia nổi tiếng ác độc, nghe nói đã từng ăn sống vợ của mình, ai muốn gả cho hắn chứ? Ngô Bình nhíu mày, sao Vô Tương Vương lại đối xử với con gái của mình như vậy? Cô gái nói, các phương xưa nay đều như vậy, con gái chẳng qua chỉ là công cụ liên hôn của bọn họ mà thôi. Ngô Bình suy nghĩ rồi nói, cô dẫn tôi đi gặp Mị Lan.
Cô gái gật mạnh đầu, vâng. Chẳng mấy chốc, Ngô Bình đã đến phủ Vô Tương Vương. Vô Tương Vương là một trong các vương trên đảo, quyền lực rất lớn. Lúc này, Vô Tương Vương đang ngồi trong phòng sách, vẻ mặt hơi âu lo. Thật ra ông ta cũng không muốn gả con gái cho nhà họ Công Dương, dù sao Công Dương Hổ kia cũng nổi tiếng ác độc, gả con gái qua đó khác nào đẩy con gái vào hố lửa. Nhưng ông ta buộc phải làm vậy, vì nhà họ Công Dương là thế lực mạnh nhất, sở hữu 500.000 binh. Lần này Công Dương Hổ kia chỉ đích danh muốn lấy Mỹ Lan, nếu ông ta không đồng ý thì nhà họ Công Dương sẽ thôn tính địa bàn của ông ta ngay. Bỗng nhiên, một tia thánh uy xuất hiện, Vô Tương Vương đứng bật dậy, run giọng hỏi, ai đến vậy? Một thuộc hạ vội vã chạy vào báo, vương gia, thiên võ bệ hạ giá đáo. Tuy Ngô Bình chỉ đến một mình, không có nghi trưởng đi theo, nhưng uy lực của anh đã chấn động cả đảo, đương nhiên Vô Tương Vương cũng không dám nghi ngờ thân phận của anh, vội chạy ra cửa chào đón. Bái kiến bệ hạ, ông ta quỳ trên đất, cơ thể run bần bật. Ngô Bình cười nói, mời Vô Tương Vương đứng dậy. Vô Tương Vương vẫn quỳ trên đất, không biết bệ hạ đến phủ của thần có gì chỉ giáo. Vô Tương Vương không biết mình có làm sai gì không, đến cả Tư Không Vũ cũng đã làm thần cho đế quốc thiên võ, Vô Tương Vương như ông ta có là cái thá gì đâu chứ. Ngô Bình cười nói, ông không cần phải sợ, tôi chỉ đến thăm Mỹ Lan quận chúa, cô ấy ổn chứ. Vô Tương Vương sửng sốt, tới gặp Mỹ Lan sao? Ông ta vội đáp, con bé rất tốt ạ. Ngô Bình, ông bảo cô ấy tới đấy đi. Vô Tương Vương do dự một lát rồi cho người đi mời Mỹ Lan. Ngô Bình được mời ngồi vào ghế chủ của phủ, Vô Tương Vương đứng bên cạnh cẩn thận hầu hạ. Mấy phút sau, Mỹ Lan xuất hiện, ánh mắt cô ấy đờ đẫn, nhìn thấy Ngô Bình cũng chỉ hành lễ máy móc, không nói lời nào. Sắc mặt Ngô Bình tối sầm xuống, các người đã làm gì với Mỹ Lan? Vô Tương Vương sợ hãi quỳ xuống đất, bệ hạ, Mỹ Lan không bằng lòng gả đến nhà họ Công Dương, thần chỉ cho nó uống một ít thuốc để nó ngoan ngoãn hơn, tránh gây chuyện thôi ạ. Ngô Bình cười nhạt, gả cho Công Dương Hổ chứ gì? Vô Tương Vương, đúng vậy, thì ra bệ hạ đã biết cả rồi. Ngô Bình, sao ông có thể đối xử với con gái ruột của mình như vậy? Vô Tương Vương thở dài, bệ hạ, thần cũng là bất đắc dĩ. Thời gian trước, tu vi của Công Dương Cự Hùng kia bỗng dưng tăng mạnh, còn không thèm xem Tư Không đại nhân ra gì nữa. Nếu thần chọc giận nhà họ Công Dương Cự Hùng trở tay là đã có thể diệt phủ Vô Tương Vương của thần rồi. Ngô Bình khá bất ngờ, ồ, thực lực của Công Dương Cự Hùng mạnh đến vậy sao? Là đạo quân hay đạo tổ? Vô Tương Vương, người này sở hữu huyết mạch mạnh mẽ của Long tộc, thực lực đã đạt đến cấp độ đại đạo quân rồi. Vợ của các vương có nhiều người đều tới từ Long tộc, thế nên con cháu sau này đa phần đều có huyết thống Long tộc. Anh nói, đại đạo quân thôi mà, sao dám ngông cuồng đến vậy? Nói rồi, anh giơ tay bắt lấy dược lực trong người Mỹ Lan, là một đốm khói xám. Sau đó Mỹ Lan đã khôi phục ý thức, cô ấy ngơ ngác một hồi, sau khi nhìn rõ Ngô Bình thì quỳ xuống đất bái kiến bệ hạ. Ngô Bình cười nói, Mỹ Lan không cần đa lễ. Dường như Mỹ Lan biết được đã xảy ra chuyện gì, cô ấy nhìn Vô Tương Vương với ánh mắt tràn ngập lửa giận. Vô Tương Vương cúi đầu, không dám nhìn con gái. Ngô Bình, tôi đã biết rõ sự tình rồi, chẳng qua là nhà họ Công Dương cậy thế hiếp người, không cần phải sợ, trẫm sẽ làm chủ cho các người. Vô Tương Vương đảo mắt, ông ta là người sống lâu thành tinh rồi, bỗng nói, bệ hạ, con gái Mỹ Lan của thần vẫn luôn nhớ nhung bệ hạ. Mong bệ hạ mở lòng từ bi, nhận nó làm cung nữ, hầu hạ bên cạnh bệ hạ. Mỹ Lan đỏ mặt bố đang nói gì thế? Vô Tương Vương nhìn con gái, Mỹ Lan, chỉ có như vậy thì nhà họ Công Dương mới không dám nhỏ ngó đến con nữa. Ngô Bình cười nói, một cô gái tốt thế này sao phải đưa vào cung? Mỹ Lan, bây giờ chấm phong cô làm Bình Hải quận vương, quản lý an đảo và vùng biển xung quanh. Mỹ Lan nghe vậy thì mừng khôn xiết, vội cảm ơn bệ hạ. Ngô Bình miệng vàng lời ngọc, anh vừa nói xong thì đế quốc thiên võ đã có người tới chính thức hạ chỉ, phong Mỹ Lan làm Bình Hải quận vương. Việc lớn thế này, chẳng bao lâu nhà họ Công Dương đã nhận được tin,
Công Dương Cự Hùng lập tức dẫn người tới bái kiến. Lúc Ngô Bình gặp Công Dương Cự Hùng, anh thấy người này tuổi tác không lớn lắm nhưng khí tức rất mạnh. Công Dương Cự Hùng lại rất khiêm tốn, quỳ xuống đất tự xưng thảo dân. Ngô Bình cũng khó trị tội của ông ta, chỉ bảo ông ta dỗ nghiêm khắc con cháu, sau đó cho ông ta lui xuống. Sau đó, khách khứa kéo nhau đến chúc mừng phủ Vô Tương Vương, Ngô Bình không tiếp tục nán lại đây thêm, anh đi tìm Tư Không Vũ, lại vào ngân khố của Tiên Quốc. Năm xưa Tiên Quốc ở Đại Lục Côn Luân được xem như khá giàu mạnh, không kém đế quốc Thiên Võ bây giờ là bao. Hơn nữa, Tiên Quốc còn có rất nhiều truyền thừa của đời trước, đế quốc Thiên Võ lại không có những tích lũy này. Lại vào ngân khố một lần nữa, ngân khố lập tức cảm nhận được khí tức chân vương, đại thánh của anh, sau đó cả ngân khố chấn động, cấm chế kiên cố bất biến kia lại tự động tiêu tan. Tư Không Vũ rất bất ngờ, cấm chế không còn nữa. Xem ra, ngân khố đã thừa nhận thân phận của bệ hạ, xem ngài là chủ của Tiên Quốc rồi. Ngô Bình cười nói, cũng đỡ bớt phiền phức, Tư Không Vũ, trong này có gì dùng được thì ông cứ lấy tự nhiên đi, những chứ còn lại chuyển về ngân khố của Thiên Võ. Tư Không Vũ vui mừng, rõ. Kiểm kê lại ngân khố xong, Ngô Bình quay về Hoàng Cung, dùng con rối để luyện chế khu ma đan. Lúc này, dược lực của khu ma đan đã được dược ty của Tiên Đình kiểm định, hiệu quả cực kỳ tốt, Tiên Đình phái sứ thần tới muốn mua số lượng lớn khu ma đan. Rất nhanh, sứ thần đã đến đế quốc Thiên Võ, Ngô Bình đích thân ra gặp. Sứ thần này là đại thần nhất phẩm của triều đình, mặt cười tươi rói, tên là Chu Trường Khang, là thầy thuốc Tử Quang, ông ấy cười nói, bệ hạ, khu ma đan có hiệu quả rất tốt, không chỉ phòng ngừa được tà ma mà còn có thể chữa khỏi những tu sĩ bị tà ma khống chế. Đại Thiên Tôn biết tin này cực kỳ vui mừng, đặc biệt phái tôi đến đây ban thưởng cho bệ hạ. Ông ấy lấy ra pháp chỉ của Đại Thiên Tôn, tuyên bố, Đại Thiên Tôn pháp chỉ, quốc vương Thiên Võ Lý Huyền Bình sáng tạo ra khu ma đan, lập công lao lớn, giúp ích muôn đời, thưởng 10.000 tỷ tiền đạo, một lò thần hồng hoang. Ngô Bình ôm quyền, cảm tạ Đại Thiên Tôn đã ban thưởng. Chu Trường Khang cười nói, Đại Thiên Tôn nói có khu ma đan này, tiên giới không cần phải sợ tà ma nữa. Thế nên, tôi đến để hỏi bệ hạ. Khu ma đan này có thể luyện chế số lượng lớn được không? Nếu được thì Tiên Đình hy vọng có thể mua về một ít, dự phòng lúc cần. Ngô Bình, đương nhiên là được, nhưng cần phải tuyển thêm nhiều thầy luyện đan. Hơn nữa loại đan dược này khó luyện chế, chỉ những thầy luyện đan 4 sao trở lên mới có thể luyện được. Chu Trường Khang, chúng tôi cũng đã tìm thầy luyện đan về hỏi rồi, đúng là luyện loại đan này rất khó, vậy nên phiền bệ hạ phải nhọc tâm rồi. Ngô Bình tỏ vẻ khó xử, tôi có thể cung cấp phương thức luyện đan. Thật ra trong khu ma đan anh luyện ra có một tia thánh ý, thầy luyện đan bình thường không có được cái này. Dù đưa phương thức luyện đan cho họ thì cũng rất khó để luyện thành công. Chu Trường Khang, vẫn mong bệ hạ có thể luyện chế ra đủ lượng đan dược. Ngô Bình gật đầu, được, chỉ là e rằng giá sẽ rất cao. Chu Trường Khang cười đáp, Tiên Đình không thiếu tiền. Chỉ cần bệ hạ có thể cung cấp đủ khu ma đan chất lượng cao thì giá cả dễ thương lượng. Hai bên nói chuyện phiếm thêm một hồi, cuối cùng Ngô Bình báo giá, một viên khu ma đan có giá 500.000 tiền đạo. Giá này đã rất cao rồi nhưng Chu Trường Khang đã đồng ý ngay tắp lự, hơn nữa còn mua trước 1 triệu viên, tổng giá là 500 tỷ tiền đạo, đồng thời còn trả tiền trước. Tiền Chu Trường Khang đi xong, Đường Tử Di tới hỏi, Huyền Bình. Bao lâu thì chúng ta luyện ra được 1 triệu viên? Ngô Bình, bây giờ chủ yếu phải tạo ra con rối luyện đan, chuẩn bị 2.000 con trước. Đồng thời, hiện nay anh cũng đã có thể khống chế 500 con rối tranh. Như vậy một ngày mình có thể luyện ra được 50.000 viên, khoảng 20 ngày sẽ luyện ra đủ 1 triệu viên. Đường Tử Di, thế cũng không chậm lắm. 20 ngày kiếm được 500 tỷ tiền đạo, cũng là một mối làm ăn sinh lời. Ngô Bình, nhưng cũng sẽ không được lâu đâu, nếu bên Đại Thiên Tôn nắm chắc phần thắng thì chắc chắn sẽ diệt luôn xảo huyệt tà ma. Đường Tử Di, đó là chuyện của họ, bây giờ anh định làm chức thần tướng này như thế nào đây? Ngô Bình, anh phải tìm 2 người giúp đỡ. Đường Tử Di, ai ạ? Ngô Bình, trước đây bọn họ từng là thần tướng của địa cầu, chuyên trị tà ma, Kim Huyền Bạch và Kỷ Nhược Phi.
Đường Tử Di, vâng, kinh nghiệm của bọn họ phong phú, đúng là có thể giúp được anh. Trước đó Ngô Bình đã cho người đi mời, không bao lâu sau Kim Huyền Bạch và Kỷ Nhược Phi đã xuất hiện trong đại điện. Thời gian trôi nhanh, cậu nhóc năm xưa bây giờ đã là đại đế một phương. Kỷ Nhược Phi mỉm cười lên quỳ bái, tham kiến bệ hạ. Kim Huyền Bạch cũng định bái, anh vội đỡ hai người dậy, cười nói, Nhược Phi, chú Kim, chúng ta từng ra sống vào chết với nhau, không cần phải câu nệ, mời ngồi. Kim Huyền Bạch cười nói, cậu là đại đế, không thể thiếu lễ nghi cần thiết được. Nói xong, ông ấy vẫn hành lễ cho đúng lễ nghĩa quân thần. Ngô Bình, chú Kim, Nhược Phi, khi xưa hai người đều là thần tướng, có kinh nghiệm phong phú khi tác chiến với tà ma. Bây giờ tiên đình bổ nhiệm cháu làm thần tướng Nam Vực, đảm nhiệm nhiệm vụ trấn áp tà ma. Thế nên cháu muốn mời hai người tới giúp. Kim Huyền Bạch, bệ hạ, luận về thực lực và địa vị thì tôi và Nhược Phi khó lòng đảm nhận được. Ngô Bình cười nói, chỉ cần hai người chịu đến, cháu sẽ thỉnh chỉ với tiên đình cho mỗi người một chức vị tiên đốc, tu vi thì càng không phải là vấn đề, cháu có thể nhanh chóng nâng cao thực lực của hai người. Kim Huyền Bạch và Kỷ Nhược Phi nhìn nhau, Kỷ Nhược Phi nói, anh đã mở lời, không có lý nào tôi lại từ chối. Nhưng chú Kim nói đúng, e rằng chúng tôi chỉ có thể giúp đỡ được anh một phần nào đó thôi. Chỉ bằng anh dùng những tài nguyên của mình cho người có giá trị cao hơn. Ngô Bình nói, chúng ta đã từng sống chết có nhau, đây là thử thách cũng như cơ hội đối với hai người. Thế nên đừng từ chối nữa, sau khi chuyện thành công, mọi người đều được lợi. Kim Huyền Bạch nhìn ra được thành ý của Ngô Bình, ông ấy bật cười, nếu cậu đã nói vậy thì được, tôi bằng lòng giúp cậu. Kỷ Nhược Phi, chỉ cần anh không sợ tôi phá hỏng chuyện thì tôi có thể ở lại. Ngô Bình nói, được, tôi giao cho mỗi người 100.000 linh binh, 20.000 thánh binh, ngoài ra còn có 200.000 cường binh và 800.000 tinh binh. Sau đó hai người chia nhau thống lĩnh đại quân, đánh với đại quân tà ma thử một phen. Kỷ Nhược Phi, linh binh, thánh binh là gì? Ngô Bình phất tay, một thánh binh và một linh binh xuất hiện trước mặt hai người. Cảm nhận được khí tức mạnh mẽ của linh binh và thánh binh, Kim Huyền Bạch giật mình thon thót. Đây là binh của cậu à? Mạnh quá! Sau đó, anh lại gọi một đội cường binh và một đội tinh binh, Kim Huyền Bạch và Kỷ Nhược Phi đều rất hài lòng. Kim Huyền Bạch cười nói, có quân đội mạnh thế này, tôi mà đánh thua thì có lỗi với cậu quá. Ngô Bình, còn nữa, hai người đi theo cháu. Nói xong, anh dẫn Kỷ Nhược Phi và Kim Huyền Bạch tới phòng sách, anh thi triển thủ đoạn nâng cao thực lực của họ lên đến cảnh giới chân hầu. Bọn họ tu luyện trên cơ sở này, chẳng bao lâu sẽ có thể đột phá lên cảnh giới cao hơn. Kỷ Nhược Phi và Kim Huyền Bạch cảm thấy tinh thần và thể chất của mình đều có sự nâng cao về chất, lập tức ngồi xếp bằng tu luyện. Chỉ trong mấy canh giờ ngắn ngủi, hai người đã liên tục đột phá, lần lượt lên đến cảnh giới chân tiên. Nhưng hai vị chân tiên này mạnh hơn những chân tiên bình thường rất nhiều, ít nhất cũng sở hữu thực lực của đại đạo quân. Khi Kỷ Nhược Phi mở mắt, Ngô Bình đang khẽ cười quan sát cô ấy. Cô ấy cười sán lạn, nói, bệ hạ, thể chất chân hầu này quá mạnh mẽ, tôi cảm thấy không bao lâu nữa mình sẽ trở thành đạo tổ. Ngô Bình, hai người bây giờ đừng vội tu luyện lên, tôi truyền thái nhất chân hoàng kinh cho hai người cứ luyện cái này trước. Còn về tiên đạo, tôi đang nghiên cứu một con đường tu tiên chân chính. Kỷ Nhược Phi kinh ngạc, con đường tu tiên chân chính. Ngô Bình gật đầu, đúng vậy, con đường tu tiên chân chính. Tiên đạo hiện nay bắt nguồn từ tiên tộc, nó vốn chỉ thích hợp với tiên tộc, sau này mới dần dần được nhân tộc tu luyện. Thế nên quá trình tu tiên cũng đã thay đổi con đường của chính mình, khiến thể chất của chúng ta ngày càng tiệm cận với tiên tộc. Địa tiên là một lần lột xác, thiên tiên là lần lột xác thứ hai, đại la kim tiên là lần lột xác thứ ba. Quá trình tu tiên cũng là quá trình chuyển hóa từ nhân tộc thành tiên tộc. Lời này của Ngô Bình khiến Kỷ Nhược Phi vô cùng kinh ngạc, thì ra là vậy. Nói vậy thì tu sĩ tiên đạo thật ra có thể được xem như là tiên tộc rồi đúng không? Ngô Bình, không phải là thuần tiên tộc, vừa là người vừa là tiên. Vậy con đường tu tiên chân chính là thế nào? Ngô Bình, con đường tu tiên chân chính không biến chúng ta thành tiên tộc, mà là tu luyện tiên đạo. Tiên đạo là thứ mà vạn vật trong trời đất đều có thể tu luyện được chứ không chỉ riêng mình nhân tộc và tiên tộc.
Kỷ Nhược Phi, nói như vậy thì các giai đoạn địa tiên, thiên tiên, kim tiên sẽ không còn tồn tại nữa, đúng không? Ngô Bình, cách gọi này vẫn có thể tiếp tục dùng, chúng vẫn là ba giai đoạn lớn trong tu tiên. Hai mắt Kỷ Nhược Phi sáng hẳn lên, bệ hạ đã sáng tạo ra con đường tu tiên chân chính rồi sao? Ngô Bình thở dài, còn lâu lắm, bây giờ tôi mới chỉ phác thảo cơ bản, sau này còn cần phải tiếp tục hoàn thiện. Anh nói tiếp, bước đầu tiên, tôi sẽ kết hợp nhân đạo, thánh đạo, tiên đạo, đạo thần tiên và thần đạo lại với nhau, lấy con người làm gốc, tiên làm phụ, tạo ra con đường tu tiên phù hợp với nhân tộc. Kỷ Nhược Phi, vậy bước thứ hai thì sao? Ngô Bình, bước thứ hai, tôi sẽ lấy nó làm gốc, sáng tạo ra một loạt công pháp tiên đạo phù hợp với các tộc. Kỷ Nhược Phi giơ ngón tay cái, bệ hạ đỉnh quá, chắc chắn bệ hạ sẽ là chí tôn đứng đầu lịch sử của nhân tộc. Kim Huyền Bạch cũng mở mắt, cười nói, thật trông chờ vào con đường tu tiên của bệ hạ, đến lúc đó, tôi sẽ là người đầu tiên tu luyện. Ngô Bình, hai vị, gác chuyện này sang một bên trước. Bây giờ hai người đã là tiên đốc, tu vi cũng đủ mạnh rồi, có phải nên làm việc rồi không? Kỷ Nhược Phi bật cười, đương nhiên rồi. Ngô Bình, trước khi hai người tới, tôi đã phát hiện ra một đám tà ma lẻn vào trong địa phận đế quốc Thiên Võ, bây giờ bọn chúng đang tập hợp, đợi đủ binh lực chúng sẽ tấn công chúng ta. Kim Tiên Đốc, bổn thần tướng lệnh cho chú dẫn theo binh mã của mình, tóm gọn đám tà ma này. Kim Huyền Bạch trầm giọng nói, rõ. Sau đó, Kim Huyền Bạch tập hợp hơn 1 triệu binh mã, nhận quân nhu cần thiết rồi tiến công tới địa điểm tập hợp của tà ma. Sau khi Kim Huyền Bạch đi, Ngô Bình nói, Kỷ Tiên Đốc nghe lệnh. Có mặt tướng. Bổn thần tướng lệnh cho cô thống lĩnh binh mã của mình, đánh chặn chi viện của đại quân tà ma. Nhiệm vụ của cô còn quan trọng hơn của Kim Tiên Đốc, nếu không ngăn được đám tà ma này, phía Kim Tiên Đốc sẽ gặp nguy hiểm. Kỷ Nhược Phi, mặt tướng chắc chắn sẽ chặn được tà ma. Mấy tiếng sau, hai tốp binh mã lần lượt xuất phát. Kim Huyền Bạch dẫn theo hơn 1.100.000 đại quân tới địa điểm cách nơi Ngô Bình chỉ định 1.000 dặm. Ông ấy phát hiện trước mặt là một con sóng cực lớn, nước sông chảy xiết, sóng cuộn dữ dội, nước sông đục ngầu. Sau một hồi quan sát, Kim Huyền Bạch lệnh cho một đội tinh binh tới bên sông. Đội tinh binh này vừa đến thì mấy chục nghìn làn khói đen phóng ra từ trong nước sông, tụ lại thành nhiều vật với đủ loại hình thái, phóng về phía tốp tinh binh kia, đó chính là tà ma. Tốp tinh binh này lập tức quay đầu chạy, tốc độ của bọn họ cực nhanh, tà ma đuổi theo sau, chẳng mấy chốc đám tà ma đã rơi vào vòng mai phục do Kim Huyền Bạch lập sẵn. Trong vòng mai phục có đại trận do các chiến sĩ bày ra, những đại trận này có tác dụng giam giữ và giết tà ma. Hơn nữa các chiến sĩ còn được trang bị đao trảm ma và bùa trấn ma do tiên quốc sản xuất, chuyên dùng để giết tà ma, hiệu quả cực tốt. Bỗng chốc, những lá bùa sáng lấp lánh. Ánh đao tung hoành, đám tà ma lũ lượt bị các chiến sĩ giết chết, phát ra tiếng kêu gào thảm thiết như chạm đến nơi sâu thẳm trong linh hồn con người. Ngô Bình ngồi trên cao, lặng lẽ quan sát bên dưới, anh rất hài lòng với chiến thuật của Kim Huyền Bạch, không hổ danh là đa mưu túc trí. Giết xong đợt tà ma này, Kim Huyền Bạch lệnh cho các tướng sĩ đẩy 500.000 con dê rừng sống xuống sông. Thể chất của dê rừng rất thích hợp với tà ma. Lúc tà ma gặp dê rừng mà không có sinh linh nào khác để nhập vào thì chúng nó sẽ lập tức nhập vào cơ thể dê rừng. Quả nhiên, đám dê rừng này vừa xuống sông đã bị vô số tà ma vây lấy, chúng nó tranh nhau cơ hội để nhập vào cơ thể dê rừng. Bỗng chốc, những con dê rừng bị tà ma nhập nhảy lên khỏi sông. Sau khi đáp đất, cơ thể chúng nó xảy ra biến hóa, trở thành những con quái vật đầu dê mình người. Rất nhanh. Trên mặt đất đã xuất hiện 500.000 con dê rừng bị tà ma nhập. Trong người những con dê rừng này đều có một tấm bùa, loại bùa này khi gặp tà ma sẽ tự động kích hoạt, nó có thể khiến tà ma và dê rừng hoàn toàn hòa làm một, như hình với bóng. Như vậy, tà ma sẽ hóa thành quái vật dê rừng, còn quái vật dê rừng thì có thể giết được. Chỉ cần chém đầu dê rừng là có thể giết chết được tà ma đang bị giam trong mình dê rừng. Bầy quái vật dê rừng này để ý thấy một tốp tinh binh gần đó thì lập tức xông tới, tinh binh vẫn quay đầu bỏ chạy, dụ bọn chúng vào vòng mai phục trong sơn cốc. Một tiếng pháo vang lên,
lượng lớn binh mã xông ra từ hai bên sườn sơn cốc, thánh binh và linh binh tiên phong. Thực lực của đám quái vật dê rừng có hạn, vừa chạm trán đã bị giết hàng loạt. Đồng thời trên không đã xuất hiện hàng trăm phi thuyền, các loại cung nỏ, giáo mác, hỏa lực đồng loạt bắn xuống, một đợt đã giết chết mấy chục nghìn quái vật dê rừng. Đám tà ma này phát ra tín hiệu cầu cứu, nước sông cuồn cuộn, lại có 500.000 tà ma xông ra, chuẩn bị tới chi viện, con tà ma lợi hại nhất dẫn đầu nhập vào một con châu nước. Kỷ Nhược Phi mai phục gần đó cũng ra tay, cô ấy ra lệnh cho đại quân triệu người đánh từ hai bên trái phải, triển khai ác chiến với đại quân tà ma, cầm chân quân chi viện của tà ma. Một tiếng đồng hồ sau, 500.000 tà ma nhập vào người dê rừng đã bị giết sạch. Kim Huyền Bạch lập tức dẫn quân vòng lại, hợp binh với Kỷ Nhược Phi. Tà ma dẫn đầu thấy tình hình không ổn liền quay đầu định bỏ chạy, hai bên một chạy một đuổi, có hơn 200.000 tà ma bay lên trời rồi lao xuống sông lớn. Lúc bọn chúng sắp xuống được nước, không gian bỗng méo mó, xung quanh hình thành vách ngăn không gian, đám tà ma này có làm thế nào cũng không phá vỡ được, bị giam trong đó. Chẳng bao lâu sau, đại quân đã đánh tới, cuối cùng giết sạch sành sanh hơn 200.000 tà ma còn lại. Thấy vậy, Ngô Bình khẽ cười, xuất hiện trước mặt Kỷ Nhược Phi và Kim Huyền Bạch, đúng là lão luyện. Giết được cả triệu tà ma, hai người lập công lớn rồi đấy. Kỷ Nhược Phi, thần tướng, tôi thấy con sông này rất quái dị, dưới đó chắc chắn còn rất nhiều tà ma. Ngô Bình gật đầu, tôi đã điều tra rồi. Trong con sông này có một sào huyệt của tà ma, chỉ là tôi không thể nhìn rõ tình hình trong đó. Bây giờ chúng ta đã giết chết hơn triệu tà ma, chắc chắn sào huyệt của chúng sẽ có hành động nhanh thôi. Vừa dứt lời, một cột nước phóng từ dưới sông lên, trên cột nước là một người đàn ông, tóc trắng như tuyết, gương mặt anh tuấn, ánh mắt lạnh lẽo. Trong tay hắn cầm một thanh đại đao màu đen, lạnh lùng nhìn Ngô Bình ở đằng xa. Nhìn thấy người đàn ông này, Ngô Bình híp mắt lại, vì anh cảm thấy tà ma khống chế cơ thể này cực kỳ khủng bố, hơn nữa khí tức khiến anh cảm thấy rất gần gũi. Cơ thể của Thánh Vương, Ngô Bình tức giận quát, thứ khốn kiếp to gan, cơ thể của Thánh Vương là thứ mà mày có thể chạm vào à? Chết đi cho tao! Trong cơn thịnh nộ, anh vươn tay ra, chớp mắt đã vươn tới trước mặt người đàn ông, tay trái tóm lấy cổ của đối phương. Thanh đao trong tay đối phương chưa kịp giơ lên thì đã bị một luồng sức mạnh khủng bố chấn áp, toàn thân run rẩy, không động đậy được. Hai mắt hắn phun ra tia sáng màu tím, đánh về phía Ngô Bình. Hai mắt Ngô Bình phóng ra hai đạo kim quang, ép tia sáng tím lui trở về, sau đó xâm nhập vào trong mắt đối phương. Kẻ này thét lên một tiếng, một luồng khói xám thoát ra từ lỗ mũi. Ngô Bình dùng kim quang khiến tà ma trong cơ thể Thánh Vương bốc hơi. Tà ma biến mất, cơ thể Thánh Vương lập tức rơi xuống, Ngô Bình đặt ông ấy trên mặt đất, sau đó cung kính đứng bên cạnh vái ba cái với thi thể của Thánh Vương. Trong mắt Thánh Vương này ánh lên hai tia sáng rồi bỗng đứng dậy. Ngô Bình không hề thấy lạ, dù Thánh Vương đã tiêu tan thần hồn nhưng cơ thể vẫn có linh trí. Bây giờ đã là thời nào rồi, ông ấy hỏi bằng một cổ ngữ rất lâu đời, chỉ có mình Ngô Bình nghe hiểu. Thời đại các thánh đã kết thúc rồi, bây giờ là thời đại tiên đạo. Thần tộc đã bị diệt vong chưa, ông ấy hỏi. Ngô Bình lắc đầu, thần tộc vẫn rất mạnh mẽ. Thánh Vương, khí tức của cậu đã rất gần với Thánh Vương rồi, tốt lắm. Thần hồn của ta đã lụi tắt rồi, trong cơ thể còn lưu lại ít năng lượng của ta. Bây giờ ta truyền năng lượng này lại cho cậu, cậu có thể dùng nó để tạo ra một cường giả. Lời vừa dứt, cơ thể Thánh Vương bốc cháy, dần dần hóa thành cho bụi. Cuối cùng trên mặt đất xuất hiện một viên trân châu to bằng hạt đậu phộng, tỏa ra thánh uy ngút trời. Ngô Bình nhặt nó lên, khẽ than, mong Thánh Vương an lòng, vãn bối nhất định sẽ làm theo. Dường như vì Ngô Bình đã giết cường giả của tà ma nên nước sông bỗng chảy êm đềm hẳn, không còn tà ma nào xuất hiện nữa. Hai nhánh đại quân thì đóng quân ở cách con sông 3.000 dặm, doanh trại cách nhau tầm trăm dặm. Giết được cả triệu tà ma, Ngô Bình lập tức báo quân công. Chiến sự xảy ra trên đại lục Hồng Hoang đương nhiên nằm trong phạm vi quản hạt của tiên đình, tình hình trên chiến trường đã có quan viên ghi chép lại bằng đạo thuật rồi. Rất nhanh, phần thưởng của tiên đình đã được đưa tới, chính thức sắc phong Kỷ Nhược Phi và Kim Huyền Bạch làm đốc tướng quân,
đồng thời ban thưởng lượng lớn tiền mặt. Đương nhiên, phần thưởng Ngô Bình nhận được càng nhiều, không chỉ có tiền mà còn có đủ loại bảo bối nữa. Tin Ngô Bình dẫn quân đánh phá tà ma đã được truyền tới tai ba vị tiên đốc, ba người lập tức hội họp. Sắc mặt của cả Lý Trảm Thần, Long Thành Đạo và Vũ Thiên Lăng đều cực kỳ khó coi. Vũ Thiên Lăng nói, anh Lý, anh Long, thần tướng không dùng chúng ta mà đã giết được cả triệu tà ma, thần tướng làm vậy là có ý gì? Lý Trảm Thần thở dài, thần tướng không cho chúng ta xuất binh thì chúng ta không có quân công. Trận vừa rồi thần tướng đã có được hai tiên đốc, nếu cứ tiếp tục thế này, có thêm 3 đến 5 tiên đốc nữa là chuyện bình thường. Đến lúc đó chúng ta chỉ có thể trợn mắt mà nhìn thôi. Long Thành Đạo, chắc là thần tướng nghĩ chúng ta sẽ không nghe theo lệnh nên mới dứt khoát dùng người của mình. Thực lực của thần tướng rất khủng bố, nghe nói còn giết được một tà ma đã khống chế được cơ thể của Thánh Vương. 2. Đại Thiên Tôn rất xem trọng thần tướng, e là ba chúng ta không có cơ hội để lập công rồi. Vũ Thiên Lăng sốt ruột, sao lại thế được? Không có quân công thì lính dưới trướng chúng ta lấy gì để ăn? Long Thành Đạo cũng không phải không có cách, chúng ta có thể tới tìm thần tướng, để thần tướng hiểu rằng chúng ta là thuộc hạ của ngài ấy, bằng lòng phục tùng mệnh lệnh của ngài ấy. Tự dưng có thêm một lực lượng mới, chắc chắn ngài ấy sẽ nhận chúng ta thôi, nhỉ? Lý Trảm Thần, thế thì chưa chắc, nhưng anh Long nói đúng, chúng ta thử xem sao. Lúc này, Ngô Bình đã rời khỏi quân doanh trở về Hoàng Cung, tìm Đường Băng Vân. Bây giờ Đường Băng Vân phụ trách cấm quân trong Hoàng Cung, bên cạnh toàn là tướng sĩ tinh nhuệ. Nhưng thực lực của Đường Băng Vân vẫn có hạn, Ngô Bình quyết định tặng năng lượng Thánh Vương để lại cho Đường Băng Vân để nâng cao thực lực cho cô ấy. Lúc này, Đường Băng Vân đang ở phủ nha làm việc. Ngô Bình đến khiến cô ấy rất bất ngờ. Huyền Bình, anh không ra ngoài làm việc à? Ngô Bình cười nói, qua chỗ em xem thử sao. Đường Băng Vân, em có gì đâu mà xem. Ngô Bình đi ra sau lưng cô ấy, thấy cô ấy đang xét duyệt mấy người mới tới cấm quân, điều kiện của những người này rất khá, tố chất cũng tốt, chỉ là gia thế khá phức tạp. Đường Băng Vân đặt tài liệu xuống, mỉm cười, anh đến đúng lúc lắm. Bên cấm quân đang thiếu đan dược, anh phải để lại cho em một ít. Ngô Bình, chuyện nhỏ. Băng Vân, anh tìm em là muốn nâng cao thực lực của em, để em trở thành chân dương, Thánh Vương. Đường Băng Vân sững sốt, Thánh Vương ạ, đến anh cũng không phải là Thánh Vương nhỉ. Ngô Bình cười đáp, nếu anh muốn thì anh có thể lập tức trở thành Thánh Vương. Anh lấy viên chân châu Thánh Vương để lại, đây là một cường giả Thánh Vương đỉnh cao để lại. Bên trong có một phần năng lượng của ông ấy, cùng với trí tuệ và kinh nghiệm của Thánh Vương. Bây giờ anh muốn mượn sức mạnh của nó để khiến em trở thành chân vương. Một khi em đã trở thành chân vương thì đột phá lên Thánh Vương không phải là chuyện khó. Đường Băng Vân, thế có được không ạ? Ngô Bình cười nói, sao lại không, có anh là được tất. Sau đó Ngô Bình trà sát hai tay, viên chân châu kia hóa thành chất lỏng màu vàng, ngấm vào cơ thể Đường Băng Vân. Có Ngô Bình giúp, thể chất của Đường Băng Vân được nâng cấp nên hấp thu rất nhanh. Chưa tới nửa tiếng đồng hồ, cơ thể của cô ấy đã xảy ra biến hóa kỳ diệu, trong thức hải cũng có thêm kinh nghiệm và trí tuệ của Thánh Vương. Lúc này Ngô Bình thi triển thủ đoạn, giúp cô ấy trở thành chân vương. Quá trình khá tốn sức, sau khi Đường Băng Vân đột phá, anh mệt mỏi ngồi xuống đất. Đường Băng Vân ngồi xếp bằng lơ lửng giữa không trung, cơ thể chậm chậm xoay vòng. Năng lượng của Thánh Vương được cô ấy hấp thu hết. Sau đó, cô ấy dùng trí tuệ của Thánh Vương để chính thức đột phá lên cảnh giới Thánh Vương. Ngô Bình nhìn một hồi, thấy không có vấn đề gì thì nói, Băng Vân, em ở đây tu luyện, trong vòng 3 đến 5 ngày chắc chắn sẽ đột phá. Ra khỏi Hoàng Cung, anh lại trở về quân doanh. Lúc này, ba vị tiên đốc Phú Thiên Lăng đang ở lều lớn đợi anh. Thấy anh quay về. Ba người thay đổi thái độ kiêu ngạo lúc trước, đồng loạt cúi chào, bái kiến thần tướng. Ngô Bình ừ một tiếng rồi hỏi, ba vị tiên tốc tìm tôi có chuyện gì không? Phú Thiên Lăng hắng giọng rồi nói, thần tướng, từ khi ba chúng tôi tới đây vẫn chưa lập được công lao gì, trong lòng thấy rất thấp thỏm. Nghe nói thần tướng đại nhân đang tấn công tà ma, chúng tôi tới để trợ giúp. Thần tướng có mệnh lệnh gì, chúng tôi nhất quyết làm theo. Ngô Bình cười nói, chỉ là tà ma còn con,
thuộc hạ trước đây của tôi có thể giải quyết được, không dám làm phiền ba vị tiên đốc. Hơn nữa các anh vừa mới tới, cứ để các anh em nghỉ ngơi đã. Thế này đi, tôi cho các anh nghỉ phép 3 tháng, 3 tháng sau tôi sẽ để các anh giúp sức. Ba người nghe vậy thì sốt hết cả ruột, nếu thật sự đợi 3 tháng sau thì bọn họ không có canh mà húp mất. Long Thành Đạo, thần tướng đại nhân, tuy ba người chúng tôi kém xa ngài, nhưng ít nhiều gì cũng có chút kinh nghiệm chiến đấu. Mong thần tướng cho chúng tôi cơ hội xông pha chiến trường, để tận lực cho tiên đình. Ngô Bình hơi khó xử, nhưng tướng sĩ bên cạnh tôi đều muốn đánh trận, sợ là... Lý Trảm Thần, thần tướng, ngài chỉ cần hạ lệnh, trận nhỏ chúng tôi cũng đánh, trận lớn thì chúng tôi càng giỏi đánh. Ngô Bình bèn nói, vậy được. Trong sông có một sào huyệt của tà ma, tôi chuẩn bị tới công phá nó. Không biết trong đó còn có bao nhiêu tà ma, ba vị tướng quân cùng xuất binh với tôi đi. Nhưng có một điều, tôi là chủ soái, tôi nói gì thì các anh phải phục tùng như vậy, nếu không sẽ xử phạt theo quân pháp. Rõ, ba người đồng thanh đáp. Cứ như vậy, Ngô Bình thống lĩnh 5 vị đốc tướng quân cùng hơn 5 triệu đại quân tiến đến bờ sông. 5 vị đốc tướng quân tề tựu ở lều lớn, cùng bàn bạc kế sách. Long Thành Đạo, thần tướng, cứ đợi thế này cũng không phải cách, phải dụ tà ma trong đó ra mới được. Phú Thiên Lăng, đúng vậy, hoặc là chúng ta đánh xuống dưới sông. Ngô Bình, trong này có một sào huyệt tà ma, tôi thấy thứ đó rất quỷ dị. Đúng rồi, các vị tướng quân có biết lai lịch của tà ma không? Lý Trảm Thần, nghe nói khi xưa, hoàng đế thứ hai của thời Tiên Quốc đã tìm người nghiên cứu về linh hồn, muốn thông qua cách nâng cao linh hồn để con người đạt được thực lực như thần tộc. Những người phụ trách nghiên cứu đều là những người thông minh nhất thời bấy giờ, cộng thêm việc có tài nguyên của Tiên Quốc hỗ trợ, việc nghiên cứu tiến triển thần tốc. Nhưng sau này, nghiên cứu xảy ra vấn đề, một vài người tiếp nhận thí nghiệm trở thành quái vật người không ra người ma không ra ma, thứ nhập được vào cơ thể người được gọi là tà ma. Chắc đây là nguồn gốc của tà ma. Ngô Bình hiểu được, có lẽ lời đồn này có một phần là sự thật, nhưng phần lớn sự thật đã bị che giấu đi. Anh nói với 5 vị tiên đốc, mọi người trấn thủ bên ngoài, tôi vào sào huyệt của tà ma một chuyến. Nghe Ngô Bình nói muốn vào sào huyệt của tà ma, Kỷ Nhược Phi vội nói, thần tướng, quá nguy hiểm, mong anh hãy nghĩ cách khác. Ngô Bình cười nói, không sao đâu, tôi chỉ đi xem thử ra sao thôi. 5 vị đốc tướng quân ở tại chỗ đợi, Ngô Bình đi thẳng tới bên bờ sông, khẽ nói, mở đường. Nước sông bỗng dừng chảy, mặt nước hình thành một bậc thang hướng xuống, anh cứ vậy bước xuống bậc thang cho đến đáy sông. Dưới đáy sông có một hang ngầm cực lớn, không biết thông với nơi nào, gió lạnh thổi từ bên trong ra. Ngô Bình nhìn rồi nhảy xuống hang ngầm, anh rơi xuống tầm mấy nghìn mét rồi bỗng được một luồng khí lưu đỡ lấy. Lúc này, anh nhìn thấy phía trước mặt mình là một mảng sương mù màu đỏ. Anh bước về phía sương mù cũng gom lại bay về phía anh. Anh nhanh trí, lập tức bắt chước khí thức tà ma. Anh đã tiếp xúc với rất nhiều tà ma nên bắt chước rất giống. Sương mù màu đỏ lướt qua người anh rồi tự động mở ra một con đường. Anh nhìn thấy phía cuối con đường là một thứ giống với tổ ong cực kỳ lớn. Cái tổ ong này dài đến chục nghìn mét, rộng mấy nghìn mét, bên trong có vô số vách ngăn tinh thể giống như những tảng ong. Trong mỗi vách ngăn tinh thể đều đang thai nghén một bào thai, bên trong có sinh vật hình người đang lớn lên nhanh chóng. Lúc này có một quái vật hơn 100 cái tay, thân mình như rắn, dài hơn 100 mét, to như cái thùng nước, trườn từ một bên qua, mỗi lần qua một vài vách ngăn tinh thể thì một cánh tay sẽ giơ ra, rót một số đồ gì đó vào trong vách ngăn tinh thể. Sinh vật bên trong vách ngăn sau khi được rót đồ thì sẽ động đậy. Ngô Bình tới gần một vách ngăn tinh thể, tà ma trong này đã có hình người rồi, lớn bằng một đứa trẻ sơ sinh của nhân tộc. Nhưng nó ở trạng thái năng lượng chứ không phải là thực thể. Anh quan sát một hồi, phát hiện đây là một giai đoạn trưởng thành của tà ma, sau khi lớn lên chắc nó sẽ trở thành tà ma thực thụ. Anh tiếp tục đi vào trong, lúc này có một thứ giống như dây thừng nhưng ở trạng thái tinh thể thò ra, phía cuối của nó có một con mắt to bằng nắm đấm, đang láo liên nhìn quanh. Con mắt này tới trước mặt Ngô Bình, nhìn đánh giá anh từ trên xuống dưới. Còn tỏa ra một loại ánh sáng tím rà soát trên người anh. Ngô Bình nhíu mày,
đang định hủy diệt con mắt này thì nó bỗng trợn ngược lên, phát ra tiếng kêu chói tai. Bỗng chốc, có mười mấy cái xúc tu giống lòng heo vươn tới, bọn chúng quấn lấy kéo Ngô Bình về một nơi. Ngô Bình không phản kháng, anh muốn xem thử bọn chúng muốn đưa anh tới đâu. Cứ như vậy, Ngô Bình được kéo sâu vào bên trong. Vách ngăn tinh thể ở hai bên càng lúc càng lớn, càng lúc càng phức tạp, tới cuối cùng, trong vách ngăn tinh thể không còn là thể năng lượng nữa mà là thai nhi nhân loại sống sờ sờ. Anh rất bất ngờ, không phải tà ma đều ở trạng thái linh hồn sao? Sao lại có thực thể? Sau đó nữa, thai nhi đã không còn mang hình người, những thai nhi kia mang hình người cho thấy trạng thái này có lợi cho việc tu hành. Cuối cùng, Ngô Bình bị đưa vào một vách ngăn tinh thể cực lớn, diện tích của vách ngăn này lên đến hơn 100 mét vuông, bên trong có vô số sợi tơ. Anh vừa vào thì những sợi tơ đó đã đâm vào cơ thể anh. Ngô Bình thả lỏng, anh phát hiện những sợi tơ này là để truyền đạt tin tức chứ không thể làm hại được anh. Sợi tơ cắm vào trung tâm thần kinh của anh, một lượng thông tin lớn ảo ạt đổ vào. Rất nhanh, Ngô Bình đã phải trợn tròn cả mắt. Thì ra anh nhận được lượng lớn thông tin có liên quan đến việc ưu hóa tà ma. Rất rõ ràng, những tin tức này tới từ nhiều tà ma khác nhau. Bất cứ con tà ma nào đạt được tiến hóa có lợi thì sẽ báo cáo tình hình tương ứng cho xào huyệt. Sau khi tổng hợp và phân tích tất cả thông tin, xào huyệt sẽ truyền lại cho những tà ma có tố chất tốt, nhờ đó giúp tà ma tiến hóa và nâng cấp. Như vậy thì tất cả tà ma giống như một thể. Một con tà ma tiến bộ thì tất cả tà ma sẽ cùng tiến bộ. Lợi hại, Ngô Bình cảm thán. Trong số tin tức này, có tin tức về tiến hóa hình thể, cũng có tin về tiến hóa thần hồn. May là thực lực của Ngô Bình mạnh mẽ, cảnh giới cũng đủ cao, không thì anh không thể hấp thụ nhiều thông tin thế này được. Anh nhanh chóng phân tích thông tin ưu hóa, sau đó lưu trữ lại. Qua nửa ngày, tất cả thông tin đã được truyền cho anh, sau đó... Tà ma bắt đầu đòi hỏi tin tức tiến hóa có ích từ anh. Ngô Bình nhanh trí, lập tức dựa theo thần tiên kinh tạo ra một thông tin. Sau khi anh truyền tin đi thì các sợi tơ cũng biến mất. Đồng thời, trên vách ngăn tinh thể cũng xuất hiện rất nhiều đường ống, nước thuốc chảy từ đó vào. Sau khi tiếp xúc với nước thuốc, Ngô Bình biết chúng có lợi cho mình nên ngâm mình trong đó, hấp thu năng lượng từ nước thuốc. Anh không hề biết xào huyệt tà ma đã xem anh là tà ma ưu tú nhất, thế nên không tiếc tay cung cấp dịch dinh dưỡng tốt nhất cho anh. Loại dịch dinh dưỡng tốt này số lượng có hạn, chỉ một chốc Ngô Bình đã hấp thu sạch sẽ. Sau đó càng nhiều dịch dinh dưỡng đổ vào, anh tiếp tục hấp thu. Cứ như vậy, khi đợt dịch dinh dưỡng cuối cùng đã dùng hết, xào huyệt tà ma cũng không thể tiếp tục cung cấp cho anh nữa. Bước ra khỏi vách ngăn tinh thể, Ngô Bình hiên ngang đi ra ngoài. Men theo hang ngầm lên bờ sông. Kỷ Nhược Phi vội hỏi, thần tướng, tình hình bên dưới thế nào? Ngô Bình bật cười nói, xào huyệt tà ma này thú vị lắm, tạm thời đừng động đến nó. Mọi người nhìn nhau, thú vị là thú vị thế nào? Ngô Bình không giải thích gì nhiều, anh trở về lều lớn, ngồi xếp bằng điều hòa khí tức, nghiên cứu những thông tin mà tà ma cung cấp. Anh phát hiện những thông tin này giúp ích được rất nhiều cho việc tu hành của mình. Đặc biệt là những thông tin này có rất nhiều điểm tương đồng với vạn giới chí tôn công. Thế nên anh bắt đầu tu luyện tiếp công pháp thiên phẩm kia, vạn giới chí tôn công. Công pháp này có 12 tầng, trước đây nhờ thể xác và thần hồn mạnh mẽ anh đã luyện được đến tầng thứ 3. Bây giờ anh tiếp tục đột phá, nửa ngày đã luyện đến tầng thứ 4, ngày hôm sau thì thành công đột phá tầng thứ 5. Tầng thứ 5 của vạn giới chí tôn công này có năng lực đặc biệt, đó chính là khống chế vạn linh. Mục tiêu bị khống chế có thể là người, cũng có thể là thực vật, thậm chí là trận pháp hay cả trật tự thiên đạo. Tiếp đó anh luyện liệt thiên trưởng và vũ vương công đã luyện thành trước đó lên đến cảnh giới viên mãn. Hôm nay, thiên soái phái người tới hỏi anh đã diệt sạch tà ma ở đây chưa? Ngô Bình trả lời sắp diệt sạch tà ma, mong thiên soái yên tâm. Trả lời mệnh lệnh xong, anh lại tới xào huyệt tà ma kia một lần nữa. Lần này, anh tới thẳng vách ngăn tinh thể lần trước, sau đó cố tình tỏa ra khí tức khác với trước đó. Quả nhiên, xào huyệt của tà ma đã cảm nhận được ngay. Nó phóng ra vô số sợi tơ để tiến hành kiểm tra Ngô Bình, để phòng anh xảy ra biến hóa xấu. Khi những sợi tơ này cắm vào cơ thể anh,
anh lập tức thi triển tầng thứ 5 vạn giới chí tôn công, khống chế vạn linh. Sức mạnh của anh men theo sợi tơ, lan đến ý thức cao nhất của xào huyệt tà ma. Ý thức của xào huyệt đã có linh trí rất cao, nhưng không thể bì lại Ngô Bình, không thể nào chống lại thủ đoạn khống chế vạn linh của anh được. Rất nhanh, Ngô Bình đã cho hóa thân ý chí của mình truyền đến xào huyệt tà ma. Ý thức của xào huyệt ban đầu còn phản kháng, nhưng chẳng bao lâu đã thuận theo. Qua nửa tiếng đồng hồ giả soát, Ngô Bình đã hiểu đại khái cơ chế vận hành của xào huyệt tà ma. Nó giống như một cái lò ấp trứng, thêm tính năng chia sẻ tin tức. Như vậy, nó có thể bồi dưỡng ra tà ma mạnh mẽ để sử dụng. Tà ma có phân chia cấp bậc, loại không có hình thể, hoặc phải nhập vào sinh linh khác là tà ma cấp thấp. Tà ma cấp trung không cần phải nhập vào sinh linh khác, vì nó có nhiều thực thể, đồng thời có thể chuyển đổi tự nhiên giữa các thực thể của mình. Sau đó là tà ma cấp cao, thực thể và tinh thần của tà ma cấp cao hợp nhất với nhau, chỉ là nuôi dưỡng chúng nó rất khó, bây giờ cả xào huyệt đang bồi dưỡng chỉ 20 con tà ma cấp cao. Cuối cùng là tà ma siêu cấp, bây giờ chỉ có một con, không biết đến năm nào tháng nào mới thành tài được. Ngoài ra xào huyệt tà ma cũng chia cấp bậc, như cái Ngô Bình đang ở này thuộc về xào huyệt với quy mô cấp trung, xào huyệt bậc 4. Trên đó nữa còn có bậc 5, bậc 6. Khống chế được xào huyệt tà ma, anh lập tức thi triển thủ đoạn đại thánh, rót thánh ý vào đường dẫn tin tức, truyền cho từng con tà ma trong xào huyệt. Xào huyệt tà ma không phải là thầy luyện đan chuyên nghiệp, dịch dinh dưỡng mà nó cung cấp khá thô. Ngô Bình thì khác, anh là thầy luyện đan cực kỳ lợi hại, có thể cung cấp dịch dinh dưỡng chất lượng tốt hơn nhiều. Thế nên anh lấy ra lượng lớn dược liệu, điều phối lại dịch dinh dưỡng để nuôi dưỡng số tà ma này. Tà ma được thành ý giáo hóa, mất đi ma tính, dần dần biến thành thánh chiến sĩ. Xào huyệt tà ma bị anh hút vào động thiên, sau này còn có thể dùng để bồi dưỡng thánh binh, nâng cao thực lực của thánh binh. Lấy xào huyệt tà ma đi xong, Ngô Bình trở lại đại doanh, sau đó báo cáo với thiên soái, nói anh đã hủy xào huyệt tà ma rồi, số lượng tà ma trong xào huyệt ước tính lên đến cả chục triệu. Thiên soái nhận được tin tức này thì rất vui mừng. Ban thưởng lớn cho anh. Tiên đình cho người tới điều tra cũng đã phát hiện ra một cái động giống cực lớn ở dưới sống, bên trong có vết tích xào huyệt tà ma từng tồn tại. Nhưng việc vẫn chưa kết thúc ở đây. Ngày Ngô Bình dẫn binh trở về, tiên đình lại phái đến một tốp người nữa, tự xưng là Phụng Lệnh Đại Thiên Tôn, muốn gặp Ngô Bình. Ngô Bình gặp mặt mấy người này tại đại điện, dẫn đầu là một cường giả cảnh giới đạo tổ, ông ta mặc quan phục quan nhất phẩm, vô cùng oai vệ. Vừa gặp mặt, vị quan nhất phẩm này đã lớn tiếng, Lý Thần Tướng, cậu nói cậu đã diệt được xào huyệt tà ma nhưng chúng tôi cho rằng cậu đã nói dối, chắc chắn cậu đã giấu xào huyệt tà ma đi rồi, đúng không? Ngô Bình nhìn người này, thản nhiên nói, ông nói tôi giấu xào huyệt tà ma, có chứng cứ không? Người này hừ một tiếng, chắc cậu cũng đã biết tác dụng của xào huyệt tà ma đó, tôi không tin cậu sẽ hủy đi nó. Dù có hủy rồi thì cũng phải giữ lại vật tàn dư gì đó chứ. Ngô Bình nhìn chằm chằm ông ta, ông không tin sao? Ông là cái thá gì, ông có tin hay không, có liên quan gì đến chấm? Cậu, người này nổi giận, hai mắt như muốn phun lửa ra ngoài. Ngô Bình, ông còn trợn mắt với chấm sẽ móc mắt ông ra. Người này cả kinh, người có thể đối phó với hàng chục triệu tà ma đúng là không dễ chọc giận. Hơn nữa người này còn có quan hệ thân mật với thiên soái, ông ta nén cơn giận xuống, bổn quan Phụng Lệnh Đại Thiên Tôn hành sự, nếu cậu dám không tuân thì sẽ là chống đối Đại Thiên Tôn. Ngô Bình, ông nói ông Phụng Lệnh Đại Thiên Tôn, chứng cứ đâu? Có pháp chỉ của Đại Thiên Tôn hay không? Pháp chỉ của Đại Thiên Tôn không thể làm giả được, vừa nhìn sẽ biết ngay. Người này làm gì có pháp chỉ của Đại Thiên Tôn, ông ta chỉ làm theo ý của ông lớn nào đó. Mượn danh tiên đình làm việc mà thôi. Ông ta nghe Ngô Bình hỏi thì hừ lạnh, pháp chỉ của Đại Thiên Tôn đâu thể tùy tiện hạ được. Sắc mặt Ngô Bình sa sầm, không có sao. Thế thì chính là giả truyền ý chỉ của Đại Thiên Tôn. Người đâu, bắt lấy. Anh triển khai thánh vực, vị đạo tổ này không thể động đậy được, bị hai thánh binh ghì xuống đất, xích lại. Xích này dùng để trói trọng phạm của tiên quốc, đạo tổ cũng không cách nào phá được. Người này vừa kinh ngạc vừa tức giận, cậu dám động đến tôi sao?
Tôi là người của nhà họ Viêm đấy. Ngô Bình cười khẩy, nhà họ Viêm à, nhà họ Viêm nào? Tư Không Vũ lên trước nói, bệ hạ, có khả năng nhà họ Viêm này là thế gia đứng đầu Tiên Quốc lúc xưa. Ngô Bình, ồ, nhà họ Viêm thuộc Tiên Quốc sao? Người này khá bất ngờ, ông biết được lai lịch của nhà họ Viêm, ông là ai? Tư Không Vũ nhìn ông ta, tiếp tục nói, nhà họ Viêm của Tiên Quốc quyền thế thông thiên. Tiên Quốc diệt vong có liên quan mật thiết với điều này. Đúng rồi, hình như tà ma xuất hiện cũng có liên quan với nhà họ Viêm. Ngô Bình nhíu mày, chẳng trách kẻ này muốn lấy xào huyệt tà ma, thì ra nhà họ Viêm biết chuyện về xào huyệt tà ma. Anh cười khẩy, bây giờ ông thông báo cho nhà họ Viêm tới đón ông về, qua hôm nay thì họ chỉ nhận được cái xác thôi. Người này nổi giận lôi đình, cậu dám đối xử thế này với tôi à? Cậu có biết bây giờ nhà họ Viêm là một trong những thế lực mạnh nhất Tiên Đình không? Ngô Bình thản nhiên nói, tôi chỉ biết, nếu ông không nghe lời thì hôm nay ông sẽ chết, nói xong anh cho người áp giải ông ta xuống. Tư Không Vũ bước lên trước nói, bệ hạ, năm xưa nhà họ Viêm đã rất mạnh. Tiên Quốc diệt vong, nhà họ Viêm lập tức chuyển nhà, không biết đã chuyển đi đâu. Không ngờ sau này lại trở thành một trong những thế lực lớn của Tiên Đình. Ngô Bình, nhà họ Viêm có mạnh hơn nữa tôi cũng không sợ, chỉ cần không phải là ý của Đại Thiên Tôn, chúng ta đều ứng phó được. Vừa hay, tôi muốn thông qua nhà họ Viêm để hỏi rõ tà ma này có nguồn gốc như thế nào. Một lát sau có người tới báo đại quan nhất phẩm kia đã truyền tin đi, nhà họ Viêm cũng đã trả lời lại, họ không định tới cứu. Ngô Bình cau mày, nhà họ Viêm này dễ dàng từ bỏ một đạo tổ đến vậy sao? Đúng lúc này, anh nhận được phi thư của Thiên Soái. Trong phi thư, Thiên Soái nói mong anh có thể tha cho đại quan nhất phẩm kia, đồng thời nhắc đến thế lực của nhà họ Viêm cực kỳ lớn mạnh, hơn nữa rất được Đại Thiên Tôn coi trọng. Không thể không nể mặt Thiên Soái được, Ngô Bình lệnh người thả đại quan nhất phẩm kia ra. Đương nhiên, trước khi thả đi anh đã cho người đập cho ông ta một trận tả tơi, ít nhất 3 tháng nữa ông ta cũng chưa hồi phục được thương thế. Vị đại quan nhất phẩm kia vừa rời đi đã có người tới báo, nói có một vị tự xưng là Viêm Tinh tới cầu kiến. Ngô Bình biết là người nhà họ Viêm liền cho người đưa vào trong điện. Người đến tầm hơn 20 tuổi, vẻ mặt tươi cười, thấy Ngô Bình thì khom người hành lễ, con cháu Viêm Thị Viêm Tinh, bái kiến thần tướng đại nhân. Ngô Bình, chẳng phải nhà họ Viêm của cậu nói không muốn qua lại với bổn thần tướng sao? Viêm Tinh cười nói, có vài chuyện không muốn để người ngoài biết. Hơn nữa vì thân phận đặc thù của nhà họ Viêm ở tiên giới nên chúng tôi không thể không cứng rắn một chút. Đương nhiên, lần này tôi đến đây cũng là để xin lỗi vì sự lỗ mãng của nhà họ Viêm. Ngô Bình, ồ, cậu muốn xin lỗi à? Viêm Tinh nghiêm túc nói, đúng vậy, có kẻ đã tự tiện đứng ra làm chuyện này nên mới đắc tội với thần tướng đại nhân. Sau khi gia chủ biết chuyện đã nổi cơn thịnh nộ, trừng phạt nghiêm khắc kẻ đó rồi. Ngô Bình thản nhiên nói, mấy chuyện này không cần phải nói với tôi, nói chút chuyện gì có ích hơn đi. Viêm Tinh cũng không thấy ngại, anh ta nói, đương nhiên, đúng là tôi mang trong mình sứ mệnh khi đến đây. Mong thần tướng đại nhân có thể nhường lại xào huyệt tà ma cho nhà họ Viêm. Ngô Bình, cậu chắc chắn trong tay tôi có xào huyệt tà ma à? Viêm Tinh cười nói, có hay không chỉ mình thần tướng đại nhân biết. Nếu ngài đồng ý nhường, nhà họ Viêm chúng tôi sẽ trả một cái giá khiến ngài hài lòng. Nếu ngài không muốn, chúng tôi cũng không thể cưỡng cầu. Ngô Bình, ồ, cái giá khiến tôi hài lòng là gì, nói ra nghe thử. Viêm Tinh, một tòa pháo đài kỷ nguyên. Ngô Bình đã đọc được truyền thuyết về pháo đài kỷ nguyên trong sách cổ, cũng từng nghe một vài tiền bối nhắc đến. Nghe nói lúc xảy ra đại kiếp kỷ nguyên, có thể vào trốn trong pháo đài kỷ nguyên để bảo toàn tính mạng. Ngô Bình, pháo đài kỷ nguyên này là vật vô giá, nhà họ Viêm bằng lòng dùng nó để đổi lấy xào huyệt tà ma sao? Viêm Tinh, đúng vậy. Ngô Bình thở dài, tiếc quá, nếu tôi có xào huyệt tà ma kia nhất định sẽ đổi với các người, dù sao nó cũng chẳng có giá trị gì đối với tôi. Viêm Tinh nhíu mày, ý thần tướng là xào huyệt tà ma đó không có trong tay ngài sao? Ngô Bình, khi đó tôi bao vây tấn công tà ma cũng đã phát hiện ra xào huyệt, thế nên tôi có tới thăm dò.
Lúc tôi tới đã thấy một bàn tay khổng lồ đầy côn trùng từ hư không thò ra, móc xảo huyệt đi. Mặt Phiêm Tinh biến sắc, một bàn tay khổng lồ đầy côn trùng sao? Khí tức của kẻ đó thế nào? Ngô Bình suy nghĩ rồi nói, có cảm giác áp bức rất mạnh, khiến tôi cảm thấy như là khí tức của cường giả ma đạo. Phiêm Tinh thở dài, xong rồi. Chắc chắn kẻ ra tay là kẻ mạnh kỷ nguyên trong ma tộc. Bàn tay khổng lồ mà Ngô Bình nói là anh lấy từ trong truyền thừa thánh nhân mà anh đọc được, người đó đúng là một kẻ mạnh của ma tộc, hơn nữa rất nổi tiếng. Không ngờ, anh vừa nói là Viêm Tinh này đã nhận ra ngay. Anh cố tình hỏi, đối phương là ai? Viêm Tinh khẽ thở dài rồi nói, là một trong 12 kẻ mạnh của ma đạo, có lẽ thần tướng chưa từng nghe tới. Nhưng, ma đầu này năm xưa đã suýt chút diệt nhà họ Viêm của tôi. Ngô Bình, xem ra không chỉ mình nhà họ Viêm của cậu đang nghe ngóng tin tức về xào huyệt tà ma. Viêm Tinh vô cùng ưu tư, xem ra anh ta đã tin lời Ngô Bình nói, vì anh ta không nghĩ ra được lý do nào khiến Ngô Bình từ chối đề nghị của mình. Viêm Tinh vừa đi, núi thần liền hỏi, sao từ bỏ pháo đài kỷ nguyên? Ngô Bình, ông chính là kẻ mạnh kỷ nguyên, pháo đài kỷ nguyên không có bất kỳ giá trị gì đối với tôi. Núi thần nói, không thể nói vậy được. Dù là tôi đi nữa, muốn làm ra một pháo đài kỷ nguyên thì cũng phải tốn rất nhiều thời gian và lượng lớn tài nguyên. Ngô Bình, chủ yếu là tôi tin sau này mình cũng sẽ trở thành một kẻ mạnh kỷ nguyên. Núi thần cười nói, đúng vậy, cậu rất lý trí. Thật ra không thể xem thường xào huyệt tà ma kia được, giá trị của nó hơn xa pháo đài kỷ nguyên. Ngô Bình, ồ, nó có giá ở chỗ nào? Núi thần, ở chỗ nó có thể liên kết tất cả cá nhân thành một thể thống nhất, một người tiến bộ thì tất cả cùng tiến bộ. Cậu có thể tưởng tượng xem, một tộc thế này đáng sợ đến nhường nào. Ngô Bình, nhưng số lượng cá thể được liên kết có giới hạn, nhiều nhất là 10 triệu. Núi thần, nó có thể tiến hóa, sẽ càng ngày càng lớn. Hơn nữa kết hợp thánh đường của cậu với nó, chắc sẽ là một cách cực tối ưu. Ngô Bình, tôi đang làm vậy rồi. Nhưng vẫn cần hoàn thiện rất nhiều chi tiết nhỏ nữa. Núi thần, xem ra cậu cũng đã nhìn ra được giá trị phi thường của nó rồi. Ngô Bình, kỳ lạ, sao tà ma có thể tạo ra được vật huyền diệu thế này? Đã có xào huyệt rồi, vì sao tà ma mãi vẫn không thể thoát ra khỏi thời không đó chứ? Núi thần, thế thì chỉ có một nguyên nhân, xào huyệt tà ma này có khả năng là xào huyệt duy nhất. Ngô Bình cả kinh, duy nhất sao? Núi thần gật đầu, chính vì nó mới được hình thành nên mới có sơ hở, kết quả bị cậu nắm được thóp, dùng thủ đoạn để luyện hóa. Thật ra đổi lại là người khác thì chưa chắc đã làm được. Ngô Bình, những kẻ mạnh bên phía tà ma chắc đang sốt ruột lắm nhỉ? Núi thần, chắc vậy, thế nên cậu phải tính toán trước đi. Ngô Bình suy nghĩ một lúc rồi nói, tà ma vốn định xâm chiếm thiên võ, tôi cũng không sợ đắc tội với chúng. Hơn nữa tôi có xào huyệt tà ma trong tay, còn sợ không dẫn dụ được tà ma tới hay sao? Núi thần, cậu muốn dùng xào huyệt này để luyện hóa nhiều tà ma hơn sao? Ngô Bình, tôi đã dùng thánh niệm giáo hóa bọn họ, bồi dưỡng tà ma thành thánh nhân, việc này không tốt sao? Núi thần, kế hoạch này vô cùng vĩ đại, như vậy thì cảnh giới thiên thánh của cậu có lẽ sẽ sớm ngày đột phá thôi. Ngô Bình thở dài, nói thì nói là vậy. Nhưng nuôi nhiều tà ma thế này rất tốn tài nguyên. Tuy nói vậy nhưng trong lòng Ngô Bình rất vui, ngày hôm đó đã hao tốn lượng lớn dược liệu, không ngừng lấy dược liệu từ phía dược lão và thần nông cốc, thậm chí mua với số lượng lớn trên mạng tiên để điều chế dịch dinh dưỡng cho xào huyệt. Số dịch dinh dưỡng này khiến thực lực của tà ma tăng nhanh, số lượng lớn tà ma bắt đầu tiến hóa. Quan trọng nhất là Ngô Bình đã chia sẻ thông tin tiến hóa của mình với các tà ma trong xào huyệt. Bổ sung rất nhiều cho những thiếu sót của tà ma trong tiến hóa. Ở chính giữa xào huyệt có một tà ma siêu cấp bán thành phẩm, nó có tư cách nhận tài nguyên cao nhất, Ngô Bình cung cấp tài nguyên cho nó trước, nó không cần mới truyền lại cho những tà ma khác. Lại cộng thêm nó nhận được thông tin chia sẻ của Ngô Bình nên tà ma siêu cấp bán thành phẩm này phát triển rất nhanh, dần dần đã có hình người. Nói nó là người thì có phần không giống con người, ví như mắt, tai. Da đều không giống với con người. Nhưng được thánh ý của Ngô Bình giáo hóa nên nó vừa ra đời đã có tư chất thánh nhân.
Ngày thứ hai sau khi Ngô Bình tiếp quản xào huyệt này, con tà ma siêu cấp này đã hoàn toàn lột xác biến thành thánh thai, trong đó đang thai nghén một vị thánh nhân. Đến ngày thứ ba, thánh thai bắt đầu phát sáng, một tiếng nổ vang lên, bào thai vỡ ra, một cậu bé tóc vàng, đồng tử tím bước ra từ bên trong. Nó vừa ra đời đã là thánh nhân, khí tức mạnh mẽ, trí tuệ cái thế. Cậu bé cứ bước một bước thì lại lớn lên một chút, đến khi cậu bé rời khỏi vách ngăn tinh thể, tới trước mặt Ngô Bình đã trở thành một cậu thiếu niên tầm 15 tuổi, cao gần bằng Ngô Bình. Cậu ấy quỳ xuống đất thành kính nói, tham kiến thánh thiên. Vì được Ngô Bình giáo hóa, bọn họ đều tôn kính gọi Ngô Bình là chủ của thánh thiên giáo, thánh thiên. Ngô Bình, con là tà ma đầu tiên mà ta giáo hóa, từ bây giờ tên của con là Lý Thánh Nhất. Lý Thánh Nhất, cảm ơn thánh thiên đã ban tên. Ngô Bình, nơi này không thể cho con thêm gì nữa rồi, sau này con phải tự tu luyện thôi. Anh gọi Kim Huyền Bạch tới rồi nói, chú Kim, sau này cháu giao Lý Thánh Nhất lại cho chú, để nó theo chú dẫn binh đánh trận, tăng cường trải nghiệm, nâng cao tu vi. Kim Huyền Bạch cười nói, thực lực của thằng nhóc này rất mạnh, hình như là thánh nhân hả? Ngô Bình đáp, nó không phải là thánh nhân bình thường đâu, thực lực có thể sánh ngang với đạo tôn đấy ạ. Kim Huyền Bạch vui mừng, tốt quá, tôi đang thiếu cao thủ thế này đây. Tà ma trong xào huyệt đều được Ngô Bình giáo hóa thành thánh đồ, nuôi bọn chúng tốn kinh khủng, mới mấy ngày mà Ngô Bình đã chịu không nổi. Thế nên anh buộc phải tới Đan Vương Lâu ở giữa đại thế giới để lấy tiền. Trước nay Đan Vương Lâu làm nên ăn ra, hóa thân của Ngô Bình vẫn đang luyện đan, lại thêm việc có đan sư như Lạc Ngưng đan chấn giữ, thế nên việc làm ăn vẫn luôn rất thuận lợi, lợi nhuận rất cao. Nhưng Ngô Bình vừa tới đã lấy đi hơn một nửa số tiền Đan Vương Lâu kiếm được, sau đó dùng để mua dược liệu hết. Doanh thu của Đan Vương Lâu hiện nay rất ổn định, mỗi ngày chỉ thu được chừng đó tiền thôi, anh buộc phải nghĩ ra cách kiếm tiền khác, đó chính là luyện chế ra đan dược khan hiếm. Đào Như Tuyết gần đây vẫn luôn quản lý Đan Vương Lâu, thấy Ngô Bình mặt ủ mày trao thì bỗng thấy kỳ lạ, Huyền Bình, anh đang buồn rầu đấy hả? Ngô Bình thở dài, anh thiếu tiền. Sau đó anh nói chuyện của xào huyệt tà ma ra. Đào Như Tuyết nghe xong cũng đau đầu, nuôi cả chục triệu tà ma, không tốn sao được. Hay là anh giảm bớt số lượng tà ma đi? Ngô Bình lắc đầu, bây giờ họ không còn là tà ma nữa rồi, là thánh đồ, là lực lượng nòng cốt của thánh thiên giáo trong tương lai, anh nhất định phải dốc sức bồi dưỡng họ. Đào Như Tuyết, được, là thánh đồ. Nhưng cả chục triệu thánh đồ cũng không thể để chúng ta nuôi cả chứ, phải để họ tự lực cánh sinh mới được. Một câu của Đào Như Tuyết đã khiến Ngô Bình thức tỉnh, anh vỗ đầu mình, đúng vậy, thực lực và trí tuệ của những thánh đồ này đều hơn xa người bình thường, sao không để họ tự lực cánh sinh cơ chứ? Anh đứng dậy, đi vòng mấy vòng, lẩm bẩm, nhưng bọn họ có thể làm được gì đây? Đào Như Tuyết, anh giỏi nhất là luyện đan, dạy bọn họ luyện đan là được rồi. Nếu không thể luyện đan thì cho họ đi đánh trận, nghe nói tiên đình rất hào phóng với những người có quân công, thưởng rất nhiều, cho cả đất cả tiền. Anh có 10 triệu thánh đồ, nếu thực lực đủ mạnh thì chẳng phải rất dễ lập công sao? Ngô Bình gật đầu, em nói đúng lắm Như Tuyết, do anh nôn nóng quá rồi. Những thánh đồ này có thể từ từ bồi dưỡng, hơn nữa cũng không cần phải để họ ở mãi trong này. Anh lập tức rời khỏi Đan Vương Lâu, tới tìm Thanh Minh. Thanh Minh là hóa thân của anh, bây giờ đang làm việc dưới trướng thiên soái, bây giờ anh ta rất nổi tiếng, nhận được nhiều tài nguyên, vẫn đang trấn thủ ở Nam Thiên Môn. Hai người gặp mặt, Ngô Bình nói, Thanh Minh, gần đây ngươi có đang đánh trận không? Thanh Minh, nếu tôi muốn đánh thì không thiếu cơ hội. Bây giờ trông có vẻ sóng yên biển lặng nhưng bên ngoài có rất nhiều xung đột, các thế lực giao tranh, mỗi ngày đều chết đi vô số sinh linh. Nhưng số lượng binh của tôi có hạn, không muốn đánh. Ngô Bình, ta cho ngươi binh thì thế nào? Sau này lập công ngươi chia một nửa tài nguyên cho ta, đồng thời cũng giúp ta nuôi số binh này. Thanh Minh nhìn anh, là thánh binh à? Ngô Bình cười nói, cũng xem là vậy, ngươi xem đi. Bên cạnh anh lập tức xuất hiện một thánh đồ. Vẻ ngoài của thánh đồ này không giống với người thường cho lắm, bốn tay bốn mắt. Cực kỳ mạnh mẽ, thân cao hơn 3 mét.
Tiền thân của thánh đồ này là một con tà ma cấp trung, sau khi được Ngô Bình giáo hóa, trưởng thành lên như bây giờ. Nếu cho thêm thời gian và tài nguyên thì sẽ thăng thành thánh đồ ở bậc tà ma cấp cao. Đây là binh cấp trung của ta, thế nào? Mắt Thanh Minh sáng lên, khá lắm. Anh có bao nhiêu binh thế này? Bây giờ Ngô Bình đang có 2 triệu binh cấp trung, anh nói ta có thể đưa trước cho ngươi 1 triệu. Thanh Minh cười nói, có 1 triệu binh cấp trung này, chắc chắn tôi sẽ đánh đâu thắng đó. Ngô Bình lập tức lấy 1 triệu thánh đồ ra giao cho Thanh Minh, nhớ đấy, thưởng mỗi người một nửa, ngươi đừng có nuốt trọn. Thanh Minh, yên tâm đi, tôi lừa ai cũng không dám lừa chủ thể đâu. Để lại 1 triệu thánh đồ, Ngô Bình bỗng thấy nhẹ nhõm hơn hẳn, anh vui vẻ trở về Đan Vương Lâu, đang định nói với Đào Như Tuyết chuyện này thì thấy một chàng trai trẻ đang báo cáo với Đào Như Tuyết. Bà chủ, tổng nợ của Phủ Ninh Vương đã vượt quá 1 tỷ tiền đạo rồi, nhưng hôm nay vẫn tới mua nợ tiếp. Trước đây nể mặt ông ta là Ninh Vương nên chúng ta nhịn, nhưng không thể cứ nợ mãi thế này chứ. Sau này mọi người đều làm theo như vậy thì chúng ta buôn bán sao được nữa. Đào Như Tuyết thấy Ngô Bình trở về thì nói, Huyền Bình, chúng ta gặp phải một con nợ không chịu trả tiền là Ninh Vương được tiên đình sắc phong, phải xử lý chuyện này thế nào? Chàng trai thấy Ngô Bình thì vội khom người, chào ông chủ. Ngô Bình gật đầu nhận ra đây là một nhân viên đắc lực của Đan Vương Lâu, là người tới từ quê nhà của Đào Như Tuyết, cũng họ Lý, cùng một họ với Ngô Bình, là con thứ 7 trong nhà nên ai cùng gọi anh ta là Tiểu Thất. Tiểu Thất. Lai lịch của Ninh Vương này thế nào? Tiểu Thất, ông chủ, em gái của Ninh Vương là một phi tử của Đại Thiên Tôn. Thế nên ông ta được phong làm vương, bản thân không có tài năng gì, cả này chỉ biết ăn chơi đàn đúm. Tôi nghe nói ông ta mua chịu đan dược của chúng ta, sau đó bán lại cho người khác ngay, thật đáng ghét. Ngô Bình không tức giận mà còn mừng, thì ra là anh vợ của Đại Thiên Tôn. Ha ha, thú vị đây. Đào Như Tuyết cảm thấy rất lạ, Huyền Bình, người ta lừa tiền chúng ta mà anh còn vui được hả? Ngô Bình, sao anh không vui cho được? Đại Thiên Tôn là ai chứ? Ông ấy thiếu chút tiền này sao? Nói rồi, anh viết một bản tấu chương dâng lên tiên đình. Thân là thần tướng, chức quan của anh không hề thua kém quan lớn nhất phẩm, thế nên tấu chương của anh có thể tới thẳng tay Đại Thiên Tôn. Anh viết tấu chương rất huyền chuyển, đại ý là, Đại Thiên Tôn. Anh vợ của ngài hay đến tiệm của Mạt tướng mua đan dược, lần nào cũng mua nợ. Mạt tướng thấy ông ấy là thân thích của ngài nên vẫn luôn bán chịu đan dược cho ông ấy. Việc này khiến tiệm của Mạt tướng thu không bằng chi, nhà không có gì để ăn, mong ngài có thể cho Mạt tướng mượn ít tiền. Tạm thời mượn trước cỡ 10 tỷ tiền đạo, dùng hết Mạt tướng sẽ nghĩ cách khác ạ. Anh vừa dâng tấu chương lên, chưa đầy một tiếng sau bên Đại Thiên Tôn đã có câu trả lời. Đại Thiên Tôn tỏ thái độ xin lỗi với Ngô Bình trước, nói ông ấy không quản thúc tốt người trong nhà, áy náy vì những rắc rối chuyện này đã gây ra. Đồng thời ông ấy quyết định tặng 10 tỷ cho Ngô Bình để bồi thường, đồng thời cũng sẽ yêu cầu anh vợ của ông ấy không tới mua nợ nữa. Cuối cùng, Đại Thiên Tôn biểu dương sự anh dũng của Ngô Bình trong công cuộc chống tà ma, mong anh tiếp tục lập công, hiến sức cho tiên đình sẽ không bạc đãi anh. Nhìn chỉ ý. Đào Như Tuyết ngẩn cả người, nhoáng một cái mà đã kiếm được gấp 10 lần. Huyền Bình, sao Đại Thiên Tôn hào phóng dữ vậy? Ngô Bình cười nói, bây giờ là lúc Đại Thiên Tôn cần dùng người, hơn nữa anh còn là công thần trong chiến tranh chống tà ma, ông ấy lôi kéo anh còn không kịp, sao có thể làm chạnh lòng anh được? Chỉ 10 tỷ ít ỏi, không đáng là bao với ông ấy. Còn về Ninh Vương, sau khi bị Đại Thiên Tôn nhắc nhở, đương nhiên sẽ không dám tái phạm nữa. Tiểu Thất giơ ngón tay cái, ông chủ, vẫn là ông chủ suy nghĩ chu toàn. Trước đây tôi và bà chủ còn lo không xử lý tốt chuyện này sẽ đắc tội với Ninh Vương nữa. Ngô Bình, Đại Thiên Tôn nể mặt, chúng ta cũng không được hẹp hòi. Tiểu Thất, anh đi lấy số đan dược trị giá 5 tỷ tặng đến phủ Ninh Vương. Không cần nói gì cả, ông ta sẽ tự hiểu. Tiểu Thất hơi đau lòng, ông chủ, 5 tỷ tiền đạo đấy, cứ tặng không cho ông ta vậy sao? Ngô Bình, cho 5 tỷ chúng ta cũng đâu có lỗ, chẳng phải Đại Thiên Tôn đã cho chúng ta 10 tỷ rồi đấy sao? Trừ hết thì chúng ta còn lời đến 4 tỷ, làm người không thể quá tham lam, phải biết tiến biết lùi, hiểu không? Tiểu Thất gãi đầu, vâng,
tôi đưa đi ngay đây. Nhìn Tiểu Thất đi, Ngô Bình cười hỏi, Tiên Nhi đâu? Đào Như Tuyết, đi chơi với Tiểu Mi rồi ạ. Ngô Mi tới đây thì ở lại luôn, mỗi ngày đều học tập luyện công. Ngô Bình có việc tìm cô ấy nên dùng thần niệm giả soát. Rất nhanh, anh đã phát hiện Ngô Mi bây giờ đang ngồi trước một tiệm tranh, nhìn một văn sĩ trẻ vẽ tranh. Tranh của người này sống động như thật, tràn ngập linh tính, rất nhiều người tới xem anh ta vẽ tranh, có rất nhiều người bỏ tiền ra mua tranh ngay tại đó. Ngô Bình thấy lạ, từ lúc nào Tiểu Mi thích tranh vậy? Chẳng bao lâu sau anh đã tới tiệm tranh, im hơi lặng tiếng đứng sau lưng Ngô Mi, khẽ nói, anh chàng này đẹp trai thật. Ngô Mi vui mừng, quay đầu nói, anh, sao anh lại đến đây? Ngô Bình, tìm không thấy em nên anh phải ra ngoài tìm này. Ngô Mi, anh xem tranh anh ấy vẽ đi, có phải rất có hồn không? Ngô Bình nhìn lướt qua rồi nói, cũng tạm, người này đã nhập môn họa đạo rồi. Những cô gái đứng quanh nghe Ngô Bình nói vậy thì nhìn anh với ánh mắt tức giận. Nói cậu chủ Yên mới nhập môn họa đạo sao, mắt anh mù hả? Tranh của cậu chủ Yên là đẹp nhất, kỳ diệu nhất toàn thiên hạ đấy, một chị gái múp míp hung hăng quát Ngô Bình. Nghe anh nói vậy thì chắc anh vẽ rất giỏi, thế thể hiện tài năng cho mọi người xem đi, một cô gái khác mỉa mai Ngô Bình. Ngô Bình không ngờ một lời nói tùy ý của mình lại bị chỉ trích nhiều đến vậy. Anh cạn lời, kéo Ngô Mi định bỏ đi. Nhưng một đám con gái bỗng vây lấy hai người. Không được đi, nói cho rõ đi. Ngô Mi tức giận nói, các cô làm gì vậy? Anh ta dám nói xấu cậu chủ Yên, bọn tôi không cho anh ta đi. Ngô Bình đang định triển khai độn thuật chuồn đi thì cậu chủ Yên đang vẽ tranh kia bỗng đi tới, cười nói các cô đừng vô lễ với khách. Nói rồi anh ta chậm rãi bước tới. Khoanh tay ôm quyền chào Ngô Bình, anh này, tôi xin lỗi nhé, gây phiền phức cho anh rồi. Ngô Bình thầm thấy cậu chủ này cũng hiểu lễ nghĩa lắm, khẽ gật đầu, không sao. Nhưng sau đó cậu chủ Yên này lại nói, vừa nãy nghe anh nói tranh của tôi đã nhập môn, tôi rất vui. Thiết nghĩ kỹ năng vẽ tranh của anh chắc chắn sẽ hơn hẳn tôi. Hôm nay gặp mặt nhau là một cái duyên, mong anh chỉ điểm cho tôi ít nhiều. Ngô Bình biết ngoài mặt cậu chủ Yên này tỏ ra khách sáo nhưng thật ra trong lòng cũng không phục, anh khẽ cười, chỉ điểm cho anh cũng được, hời cho anh rồi. Nói rồi anh lấy ra cây bút đó, vẽ một bức tranh giữa không trung, anh vẽ một cô gái dung nhan tuyệt diễm. Điều diệu kỳ là cô gái lại ở trong trạng thái 3D, lúc Ngô Bình cầm bút vẽ, mắt cô gái ánh lên long lanh rồi chuyển động, hoạt sắc sinh hương, đôi mắt xinh đẹp linh động. Cô ấy bước lên trước huyền chuyển bái Ngô Bình, bái kiến công tử. Cảnh này khiến mọi người đều ngơ ngác, cậu chủ Yên thì kinh ngạc nói, đây là pháp bảo gì vậy, lại có thể vẽ ra được người sống. Thì ra anh ta không nghĩ do Ngô Bình vẽ tốt mà cho rằng do bút anh dùng quý hiếm, là một chiếc pháp bảo. Ngô Bình thản nhiên nói, vì nhân vật sống trong tim tôi nên người tôi vẽ ra là người sống. Cậu chủ Yên cười nói, tôi bái phục. Còn chưa hỏi đại danh của anh. Ngô Bình, tôi là Lý Bình. Cậu chủ Yên, chào anh Lý, hôm nay gặp được anh là vinh hạnh của tôi. Nhà tôi ở gần đây, mời anh Lý ghé nhà chơi một chuyến. Cậu chủ Yên này tuấn tú, nói chuyện cũng khách sáo, Ngô Mi có ấn tượng khá tốt với anh ta, cô ấy cười nói anh, vậy chúng ta tới nhà cậu chủ Yên chơi chút nhé. Ngô Bình nhìn cô ấy rồi nói, được. Cậu chủ Yên này mời Ngô Bình và Ngô Mi tới một ngôi nhà lớn ở gần đó. Tới phòng khách, cậu chủ Yên cho người dâng trà nước lên, anh ta cười nói, anh Lý có thể cho tôi xem thử cây bút của anh được không? Ngô Bình cười đáp, chỉ là một cây bút cũ, có gì đáng xem đâu chứ? Cậu chủ Yên, tôi yêu thích hội họa, cũng có nghiên cứu về bút vẽ tranh. Ngô Bình lấy bút ra, cậu chủ Yên hai tay nhận bút, cảm thán, quả là một cây bút tốt. Chắc chắn cây bút này là của họa thánh, đúng không? Ngô Bình, cũng gần như là vậy. Cậu chủ Yên đi vài bước rồi hỏi, anh Lý, có thể nhượng lại cây bút này cho tôi không? Giá cả chúng ta thương lượng. Ngô Bình thản nhiên nói, tuy cây bút này không đáng tiền nhưng tôi dùng quen tay rồi. Cậu chủ Yên khẽ thở dài, nhưng tôi cần cây bút này, nếu anh Lý không nể mặt thì tôi chỉ đành đắc tội thôi.
Ngô Bình vô cảm nói, anh muốn thế nào? Cậu chủ Yên vỗ tay, phía sau phòng khách bỗng có hai cao thủ đi ra, khí tức của hai người này rất khủng bố, đều là thần tiên. Phàm là thần tiên thì thực lực đều không yếu, hai người này còn là kẻ mạnh trong thần tiên, một người là thần tiên tầng 3, một người là thần tiên tầng 4. Ngô Bình, anh muốn ăn cướp à? Cậu chủ Yên cười nói, nếu anh chịu bán thì tôi đâu cần phải cướp. Ngô Bình thở dài, anh cảm thấy bên cạnh có thần tiên thì có thể muốn gì được nấy sao? Cậu chủ Yên hỏi ngược lại, không phải vậy sao? Ngô Bình nhìn Ngô Mi, em thấy chưa, sau này nhìn người đừng nhìn vẻ bề ngoài. Có những kẻ bên ngoài đạo mạo, bên trong thối nát. Sắc mặt cậu chủ Yên trầm xuống, thế nào, anh suy nghĩ kỹ chưa? Ngô Mi thở dài, là em sai rồi. Ngô Bình đứng dậy, phóng thích khí tức tiên hoàng ra. Cùng là thần tiên, hệ thống năng lượng giống nhau nên hai người này đã bị sức mạnh của Ngô Bình trấn áp trong nháy mắt. Bọn họ tái mặt, đồng loạt quỳ xuống đất, run giọng nói, bái kiến tiên hoàng. Cậu chủ Yên sững sốt, cái gì, anh ta là tiên hoàng sao? Ngô Bình bước tới trước mặt cậu chủ Yên, bình thản nói, anh còn cần cây bút này của tôi không? Cậu chủ Yên mặt mày tái nhợt, anh ta cúi đầu nói, là tôi đã nhìn sai rồi. Ngô Bình hỏi, anh không phải là người ở đây, đúng không? Cậu chủ Yên, đúng vậy. Tôi tới từ Đại Lục Thiên Vu ở thiên ngoại. Ngô Bình không hiểu rõ lắm về tình hình bên ngoài, anh hỏi, Đại Lục Thiên Vu nằm ở đâu, so với Đại Lục Hồng Hoang thì thế nào? Cậu chủ Yên, diện tích hai đại lục này xấp xỉ nhau, nhưng ở Đại Lục Thiên Vu chỉ có một thế lực, Thái Vu Giáo. Ngô Bình, ồ, chỉ có một Thái Vu Giáo thôi sao? Cậu chủ Yên, đúng thế, Thái Vu Giáo có một kẻ mạnh kỷ nguyên chấn giữ. Thế nên địa vị vững chắc. Dưới nó chỉ có một vài thế lực nhỏ tồn tại. Nhà họ Yên của tôi là một gia tộc khá có thế lực trong Thái Vu Giáo. Tổ phụ của tôi là một hồng y trưởng lão của Thái Vu Giáo. Ngô Bình, nếu đã là đệ tử của Thái Vu Giáo, sao bên cạnh anh lại có thần tiên? Cậu chủ Yên, cha ông phát hiện vu đạo không được người đời ủng hộ, thế nên giai đoạn đầu nhiều người sẽ tu luyện đạo thần tiên. Đợi đến khi thực lực mạnh mẽ mới lĩnh ngộ công pháp vu đạo. Ngô Bình, nói vậy là vu tu ở Đại Lục Thiên Vu không nhiều, mà thần tiên lại nhiều hơn. Cậu chủ Yên, nhiều nhất vẫn là tu sĩ tiên đạo, đâu phải ai cũng tu luyện được thần tiên đâu chứ. Đúng là tu sĩ vu tu rất ít, họ đều là tinh anh và thiên kiêu của Thái Vu Giáo. Như tôi, chỉ có thể tu luyện đạo thần tiên, tạm thời không thể tu luyện vu đạo được. Ngô Bình lại hỏi, vậy một tu sĩ Thái Vu Giáo như anh lần này tới tiên giới nhằm mục đích gì? Cậu chủ Yên nói, giáo chủ bảo tôi đến đây nghe ngóng thông tin về Đại Lục Hồng Hoang. Ngô Bình hỏi, anh cảm thấy Đại Lục Hồng Hoang như thế nào? Cậu chủ Yên đáp, thế lực của Đại Lục Hồng Hoang quá phân tán, không thể thống nhất. Nếu không thể thống nhất trong thời gian ngắn, sau này chắc chắn sẽ bị thần tộc hoặc các thế lực khác thôn tính. Ngô Bình ướm hỏi, nói vậy là Thái Vu Giáo có ý đồ thôn tính Đại Lục Hồng Hoang. Cậu chủ Yên đáp, tôi chỉ làm việc theo lệnh, phía trên có ý định ra sao thì tôi không nắm rõ. Ngô Bình lạnh lùng hừ giọng, tôi đã biết mục đích anh đến đây rồi. Vừa nãy anh định giết người giành bảo vật, tôi mà ra tay thì các anh chết chắc. Bây giờ, anh có thể trả một số tiền để mua mạng sống của anh. Hiện giờ Ngô Bình đang rất thiếu tiền. Ngày nào hang ổ cũng hao tốn tài nguyên, đâu đâu cũng là tiền cả. Vậy nên chỉ cần có cơ hội kiếm được tiền, anh tuyệt đối không khách sáo. Sắc mặt của cậu chủ Yên rất tệ, vậy thiên hoàng cảm thấy mạng của tôi đáng bao nhiêu tiền? Ngô Bình đáp, được cử đến đây dò la tin tức, địa vị của anh có lẽ không thấp. Thế này đi, anh bỏ ra 1.000 tỷ tiền đạo, tôi sẽ tha chết cho các anh. Cậu chủ Yên tái mặt, 1.000 tỷ. Tiên hoàng đang đùa đấy ư? Ngô Bình lãnh đạm nói, cho anh thời gian của 10 nhịp thở để suy nghĩ. Nếu đồng ý thì bảo ở nhà gom tiền, không đồng ý thì tôi sẽ giết các người ngay bây giờ. Ba người đều sợ hãi. Họ biết Ngô Bình chắc chắn nói được làm được. Cậu chủ Yên vội vã liên lạc với người nhà. Ở Đại Lục Thiên Vu, nhà họ Yên rất có thế lực, nhưng bảo họ bỏ ra 1.000 tỷ tiền đạo thì cũng xót ruột vô cùng. Không phải là nhà họ Yên không có tiền,
mà là dùng 1.000 tỷ để cứu một đứa con cháu trong nhà có vẻ không thỏa đáng. May mà người thân của cậu chủ Yên dốc sức giao thiệp, cuối cùng nhà họ Yên đã đồng ý chi ra khoản tiền này. Có điều họ cần thời gian để gom đủ tiền. Ngô Bình biết đám người này rất có thể sẽ không bỏ cuộc, bèn bảo cho các anh một canh giờ. Sau một canh giờ mà vẫn không nhận được tiền thì bảo họ đến nhận xác đi. Cậu chủ Yên không dám chậm trễ, vội vàng liên hệ với người thân. Một lúc sau, cậu chủ Yên nói, người nhà tôi đang cố gắng đến đây, mong tiên hoàng nương tay. Chưa đầy nửa giờ, một bóng người đã xuất hiện trong phòng khách. Đó là một ông lão râu ria xồm xoàm, không có tóc, mặc bộ đồ vải lanh màu xanh. Ông lão chắp tay với Ngô Bình, tiên hoàng, cháu tôi không hiểu chuyện, đã đắc tội tiên hoàng, mong anh thứ lỗi. Ngô Bình vừa nhìn đối phương vừa hỏi, ông là người có quyền quyết định của nhà họ Yên. Ông lão đáp, tôi là Yên Tuyệt Ưng, một trong bốn trưởng lão lớn nhất của nhà họ Yên. Ngô Bình bảo, giao tiền rồi có thể đưa người đi. Ông lão lấy ra một thanh trường đao màu máu đỏ, có hàng trăm triệu luồng sức mạnh đang cuộn cuộn trên bề mặt thân đao, vô cùng kỳ lạ. Ông ta nói, đây là Thiên Vu Huyết Đao, một trong 10 hung khí lớn nhất của Vu tộc. Nếu tiên hoàng cần, có thể dùng nó để bù một số tiền. Ngô Bình cầm lấy Thiên Vu Huyết Đao, cảm thấy sức mạnh của nó cực kỳ mạnh mẽ. Khi tay anh cầm đao, núi thần nói, đây là vũ khí cấp kỷ nguyên, uy lực rất mạnh. Có điều vật được phong ấn bên trong quá hung ác, e rằng cậu không thể trấn áp. Ngô Bình hỏi, ngay cả tôi cũng không thể trấn áp ư? Núi thần đáp, sức mạnh phong ấn bên trong rất mạnh. Suy nghĩ hồi lâu, Ngô Bình nói, món đồ này có thể bù vào 50 triệu tiền đạo. Yên Tuyệt Ưng đáp, được, đây là 50 triệu tiền đạo, vui lòng nhận cho. Ông ta lấy ra một chiếc túi. Ngô Bình quét mắt nhìn rồi cầm lấy. Sau đó Yên Tuyệt Ưng dẫn cậu chủ Yên và hai thần tiên rời đi. Tuy Yên Tuyệt Ưng có năng lực rất mạnh nhưng cũng không dám ra tay ở đây, dù sao nơi này cũng là tiên giới chứ không phải đại lục Thiên Vu của họ. Huống chi Ngô Bình còn sở hữu năng lực cao thâm, ông ta không nắm được phần thắng. Rời khỏi phủ rồi bay thêm một quãng nữa, cậu chủ Yên đột nhiên quỳ xuống đất, khóc nấc lên, cháu xin lỗi ông nội. Yên Tuyệt Ưng lãnh đạm nói, Hoan Nhi, cháu xem thường cao thủ của đại lục Hồng Hoang quá rồi. Cậu chủ Yên đáp, ông nội, Thiên Vu Huyết Đao là vô giá, sao ông lại tặng cho anh ta kia chứ? Yên Tuyệt Ưng cười khẩy, thanh đao ấy giỏi nhất là nuốt chửng chủ, xưa nay đã nuốt chửng vô số cao thủ. Người này tuy là tiên hoàng, nhưng chắc chắn không đủ sức chống chọi huyết đao. Ông đã hạ cấm chế vào đao, đến khi cậu ta chết, đao sẽ tự động trở về. Đôi mắt cậu chủ Yên sáng lên, vẫn là ông nội đa mưu túc trí. Yên Tuyệt Ưng nói, chuyện này chưa xong đâu, cháu theo ông trở về để chịu hình phạt của gia tộc trước đi. Phía bên kia, Ngô Bình đưa Ngô Bình trở về Đan Vương Lâu. Anh bảo, Tiểu Mi, anh muốn bàn bạc với em một chuyện. Ngô Mi cười hỏi, chuyện gì vậy ạ? Ngô Bình nói, anh có một bảo vật có thể giúp em trở thành cao thủ. Nhưng em phải ở trong đó một thời gian, quá trình cũng rất đau đớn. Ngô Mi chớp mắt, có mỗi em thôi ạ. Ngô Bình đáp, có thể gọi cả Hồng Lăng. Ngô Mi ngẫm nghĩ, đau thì đau thôi ạ. Bây giờ thực lực của em quá yếu. Thân là em gái của đại cao thủ như anh, em cũng phải biết phấn đấu tiến bộ. Ngô Bình bật cười, được, giờ anh sẽ đi tìm Hồng Lăng. Hồng Lăng cũng đang ở đây. Nghe Ngô Bình nói xong, cô ấy vui vẻ đồng ý ngay. Sau đó Ngô Bình mở hang ổ, đưa Hồng Lăng và Ngô Mi vào hai mạng lưới ở giữa. Anh phải nhờ vào hang ổ này để nâng cao tư chất và năng lực của Ngô Mi và Hồng Lăng. Cửa của mạng lưới vừa đóng lại, Ngô Mi đã được bao bọc trong nước thuốc, vô số sợi tơ xuyên qua cơ thể, bắt đầu tiến hành cải thiện cho cô ấy. Hồng Lăng có thể kiên trì, nhưng Ngô Mi lại kêu gào rất thảm thiết. Ngô Bình không nghe thấy và tiếp tục luyện đan. Luyện đan được 2 ngày, anh lại đến mạng lưới. Anh thấy Hồng Lăng nhắm mắt không nói gì, vẻ mặt bình tĩnh. Ngô Mi thì mặt mũi trắng bệch, nhăn nhó nói, anh ơi, khó chịu quá, em có thể ra ngoài không? Ngô Bình đáp, nếu đã đến rồi thì không được bỏ dở giữa chừng. Kiên trì thêm một thời gian nữa, giai đoạn đầu khá khó chịu,
giai đoạn sau sẽ đỡ hơn. Ngô Mi nghiến răng nói, vâng, em sẽ kiên trì thêm vài ngày ạ. Ngô Bình đút cho cô ấy ăn một sâu quả đỏ của sâm tổ, Tiểu Mi à, cố lên. Một thời gian nữa, em sẽ trở thành cao thủ đỉnh cấp như Hồng Lăng vậy. Ở bên kia, nhờ Ngô Bình không ngừng rót tài nguyên vào, những tà ma cấp cao trước đó, cũng chính là thánh đồ cấp cao hiện nay, đã liên tục có dấu hiệu thăng cấp. Hôm nay, Đế quốc Thiên Võ truyền tin đến rằng, một đại quân tà ma xuất hiện, 5 vị đốc tướng quân đang dốc sức vây giết. Ngô Bình vẫn không ra mặt, anh biết rằng, với năng lực của 5 người, việc vây giết đám người kia có lẽ không khó. Quả nhiên, thông tin đầu tiên truyền đến sau vài giờ chính là tin thắng lợi, bảo là Lộ quân 5 đã diệt sạch đại quân tà ma. Ngô Bình rất hài lòng. Lúc này, anh lấy thanh thiên vu huyết đao ra, chuẩn bị tế luyện nó. Bây giờ anh đang giữ cảnh liễu của liễu thần bên tay trái, còn tay phải cầm thanh đao, đồng thời sử dụng sức mạnh của núi thần. Ba luồng sức mạnh hợp về một chút, chỉ trong chớp mắt đã đánh vào cấm chế trong thiên vu huyết đao. Lúc này Ngô Bình mới phát hiện trong huyết đao phong ấn 1 tỷ huyết ma, và một vị huyết ma chí tôn cấp bậc kẻ mạnh kỷ nguyên. 1 tỷ huyết ma mở ra một không gian, bên trong chứa sát trận khủng khiếp nên đã khiến uy lực của thanh đao này trở nên vô cùng đáng sợ. Ý thức của Ngô Bình vừa tiếp xúc với nó, đôi mắt màu máu của huyết ma chí tôn kia đã nhìn sang, muốn dùng ý chí ma đạo mạnh mẽ, cố gắng khống chế anh. Một tiếng động cực lớn vang lên trong đầu Ngô Bình, ý thức suýt chút nữa đã sụp đổ. May mà hư ảnh của liễu thần và núi thần xuất hiện sau lưng anh, sức mạnh của hai kẻ mạnh kỷ nguyên dâng trào, khiến huyết ma chí tôn biến sắc, chuyển công thành thủ. Bị ba luồng sức mạnh không ngừng tấn công, huyết ma chí tôn không kiên trì được nữa, sau khi ngoan cường chống đỡ được nửa ngày, dần dần bị Ngô Bình khống chế. Huyết ma chí tôn bị khống chế, những huyết ma còn lại không còn sức để chống cự nữa. Đến ngày thứ hai, Ngô Bình đã hoàn toàn luyện hóa thiên vu huyết đao. Khi anh cầm đao trong tay, sức mạnh của đao và anh hợp nhất, giúp năng lực của anh tăng lên đáng kể. Núi thần nói, luyện hóa được thanh đao này, dù là kẻ mạnh kỷ nguyên cũng phải kiêng dè nó. Ngô Bình nói, mỗi một kỷ nguyên đều sản sinh một nhóm kẻ mạnh kỷ nguyên. Thế giới này đã trải qua biết bao kỷ nguyên, kẻ mạnh kỷ nguyên này hẳn không phải là thiểu số. Núi thần đáp, tất nhiên, nhưng nơi cậu sống trước đó quá nhỏ, nên tiếp xúc với rất ít kẻ mạnh kỷ nguyên. Về sau sẽ tiếp xúc nhiều hơn với sự tồn tại ở cấp bậc này. Ngô Bình vừa luyện hóa thiên vu huyết đao thì nhận được tin từ Đế quốc Thiên Võ. Trong lãnh thổ đế quốc, một lượng lớn tà ma từ 12 nơi đồng loạt xuất hiện, 5 đốc tướng quân cũng rất khó duy trì cục diện, dẫn đến việc một lượng lớn tà ma nhập vào người dân thường rồi điên cuồng giết chóc. Sau khi hay tin, Ngô Bình liền quay về Đế quốc Thiên Võ. Vừa về đến, anh đã nhìn thấy 12 khu vực trong đế quốc bị đại quân phong tỏa. Rất nhiều người của những khu vực này bị tà ma nhập, nhưng người bình thường không thể phán đoán, nên đã gây ra sự hỗn loạn rất lớn. Anh đến doanh trại của Kỷ Nhược Phi, Nhược Phi, tình hình sao rồi? Kỷ Nhược Phi đáp, bệ hạ, tà ma đột nhiên xuất hiện, chúng tôi không kịp chuẩn bị, đã bị chúng chiếm cứ một khu vực rộng lớn. Gây đau đầu là tà ma nhập vào cơ thể người thường. Chúng tôi ném chuột sợ vỡ mình, không biết bắt đầu từ đâu. Ngô Bình bảo, cái khó là làm sao phân biệt tà ma. Kỷ Nhược Phi nói, đúng vậy, ngay cả tôi cũng không thể phân biệt ngay đâu là người bị ma nhập, huống chi là binh tướng dưới trướng. Lúc này, Ngô Bình cảm giác được có người đang cầu khấn mình. Anh lập tức biết được giáo chúng của Thánh Thiên Giáo đang gặp phải sự đe dọa của tà ma. Anh liền bay lên cao. Đến một khu vực bị tà ma chiếm đóng. Có rất nhiều thi thể dưới đất, tình cảnh hỗn loạn, hầu hết đều đóng cửa không ra ngoài. Ngô Bình nhìn thấy có người đang dọn dẹp đống đổ nát trên đường và mai táng thi thể, bèn giật mình, đáp xuống hỏi, mọi người không sợ tà ma sao? Nhìn thấy Ngô Bình, những người này lập tức quỳ xuống đất, kích động nói, tham kiến hoàng đế bệ hạ. Ngô Bình khẽ gật đầu, trả lời câu hỏi của trẫm. Một người nói, ông Tư Hoàng hạ lệnh rằng bất kỳ ai cũng phải đóng cửa, không được ra ngoài, bằng không sẽ bị xem là tà ma và bị giết. Bằng cách này, quả nhiên đã bắt được nhiều người bị ám.
những tà ma còn lại thấy không ổn nên không dám ló mặt ra nữa. Bây giờ ông Tư bảo chúng tôi quét dọn đường phố, duy trì trật tự, chờ phía trên cử binh chi viện. Ngô Bình rất bất ngờ, bèn hỏi, ông Tư Hoàng mà anh nói là ai vậy? Người này đáp, một trưởng lão của Thánh Thiên Giáo, là người rất có uy tín ở khu vực của chúng tôi. Ngô Bình gật đầu, cách này rất hay. Nói xong, anh bay lên cao, mở động thiên, khí tức của xào huyệt tà ma liền tỏa ra. Những tà ma ở bên dưới cảm nhận được khí tức này, bèn mang theo ký chủ rồi bay về xào huyệt. Những tà ma cấp thấp này bình thường không có cơ hội tu hành ở xào huyệt, nay cảm nhận được lời kêu gọi của xào huyệt nên tất cả đều vô cùng phấn khởi. Vô số bóng người bay tới động thiên của Ngô Bình, tiến vào vách ngăn tinh thể trong xào huyệt. Họ vừa vào trong, Ngô Bình liền dùng năng lực của Đại Thánh để giáo hóa họ. Sau khi bị tà ma nhập, những người này đã có được sức mạnh của tà ma. Bây giờ tiếp nhận giáo hóa, sức mạnh và ý chí của tà ma đã được những người này hấp thụ và luyện hóa, dần dần khôi phục ý chí. Khi tỉnh táo lại, họ mới phát hiện mình đã mạnh mẽ cường tráng hơn, trong cơ thể ngập tràn sức mạnh. Ngô Bình chọn ra những nam thanh niên trong số đó, lệnh cho họ gia nhập tổ chức đoàn luyện địa phương đội dân phòng, và nhanh chóng trở thành lực lượng cốt cán của đội dân phòng. Nhìn thấy những người bị tà ma khống chế đồng loạt hồi phục, người dân địa phương liền quỳ xuống vái lạy trời cao. Ngô Bình không thể nán lại quá lâu, luyện hóa tà ma ở nơi này xong bèn đi đến nơi thứ hai. Bằng cách này, anh đã dựa vào xào huyệt tà ma, nhanh chóng luyện hóa tà ma ở 12 nơi, còn tăng thêm vài triệu binh lính được tà ma tăng cường. Những người từng hấp thụ tà ma có sức chiến đấu rất mạnh, cũng không sợ bị tà ma nhập nữa. Một đế quốc thiên võ vốn đang rối ren, Ngô Bình chỉ mất 2 ngày để dẹp yên hỗn loạn ở các nơi. Hôm nay, ở chính giữa xào huyệt, Hồng Lăng là người đầu tiên tỉnh giấc, khí tức hiện nay đã rất mạnh. Quanh người cô ấy tỏa ra khí tức của thánh, nhờ sự giúp sức của Ngô Bình, cô ấy đã thành công thăng thành thánh nhân. Theo sau là Ngô Mi cũng đã đột phá và trở thành thánh nhân. Ngô Bình rất vui mừng. Anh cười bảo, sau này hai người cũng có thể một mình đảm đương rồi. Ngô Mi nói, nhưng anh ơi, em vẫn chưa biết đánh nhau với người khác. Ngô Bình cười đáp, dễ thôi, em đến Côn Luân kiếm cung học vài ngày là biết ngay. Dứt lời, anh phất tay một cái đã đưa Ngô Mi đến kiếm cung. Hồng Lăng cười bảo, em không cần đi nhỉ. Ngô Bình nói, rất đúng lúc, mấy ngày sắp tới em hãy cùng anh đối phó tà ma. Trở về Hoàng Cung, Ngô Bình phát hiện rất nhiều nữ đệ tử của Ngọc Nữ Môn đã trở thành cung nữ ở đây, đặc biệt là bên cạnh Đinh Nhu, gần như đều là đồng môn. Ngô Bình và Đinh Nhu nói chuyện một lúc thì có cung nữ chạy đến, bệ hạ, Nghiên Hoàng Phi hỏi bệ hạ có thời gian hay không ạ? Nghiên Hoàng Phi chính là Chu Thanh Nghiên, anh bảo, về bẩm báo là lát nữa chấm sẽ sang đó. Sau khi cung nữ đi khỏi, Đinh Nhu cười hỏi, có phải chị Thanh Nghiên đang ghen không? Ngô Bình đáp, không đến mức ghen, bây giờ cô ấy chỉ biết tu luyện thôi, còn chẳng rảnh rỗi quan tâm đến tôi. Đinh Nhu rất hâm mộ, chị Thanh Nghiên là đệ tử của sư tổ Quảng Thành, thật đáng ngưỡng mộ. Nhu Phi, tối nay chấm đến đây. Đinh Nhu mừng rỡ trong lòng, bệ hạ mau đi đi. Mới có mấy ngày mà Chu Thanh Nghiên đã là đạo quân. Bây giờ cô ấy đang ngồi trên đài sen, Ngô Bình vừa đến, cô ấy khẽ mở mắt ra, Huyền Bình, ngày mai là ngày mừng thọ của sư tôn em. Sẽ có rất nhiều nhân vật lớn trong giới tu sĩ trên thiên hạ đến chúc mừng. Các sư huynh, sư tỷ đều là những nhân vật phi phàm. Một đệ tử nhỏ như em nên tặng quà gì đây? Ngô Bình bảo, sư tổ Quảng Thành là kẻ mạnh cấp kỷ nguyên, muốn tặng thì phải tặng quà mừng thọ thật khác biệt. Chu Thanh Nghiên hỏi, anh có đề nghị gì không? Ngô Bình nói, vốn dĩ đào của đào tổ là món quà thích hợp, nhưng anh đã ăn hết mất rồi. Nhưng vẫn còn một sâu quả của sâm tổ, nhưng nhìn không oai lắm. Anh đi vài bước tại chỗ, đệ tử nhỏ như em không cần tặng quà quá quý giá. Trong mắt kẻ mạnh kỳ nguyên thì họ chẳng thèm muốn thứ gì đâu. Hay là để anh vẽ một bức tranh để em tặng cho sư tổ Quảng Thành làm quà mừng thọ nhé? Chu Thanh Nghiên hỏi, tranh gì thế? Ngô Bình cười nói, dĩ nhiên là một bức tranh thú vị. Dứt lời,
anh lấy giấy bút ra vẽ ngay tại chỗ. Chẳng bao lâu sau, Chu Thanh Nhiên đã nhìn ra Ngô Bình muốn vẽ gì. Trên bức tranh cuộn có hàng trăm nhân vật, có cậu bé, có người đẹp, có nhạc công, có các loại dụng cụ. Khi anh về xong thì đã mấy canh giờ trôi qua, Ngô Bình mệt đến mức túa đầy mồ hôi, kiệt sức rồi, suýt nữa đã không thể vẽ tiếp. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 125.